Này, không phải, không phải. Này, Tiểu Sở, nghe nói nhà cậu bảo cậu đi xem mắt, có vừa ý không? Đừng nhắc nữa, ai cũng là kẻ hám lợi. Ai thích tôi chứ? Tôi thấy Tiểu Sở, này này, ngươi cũng tốt, tôi còn con gái, gì gả cho cậu ấy rồi. Hừ, nhìn cái mặt anh thế, anh có con gái cũng không ai dám lấy. Bạn có đơn hàng mới, xin chú ý kiểm tra. Anh, nhường đường tí, chứng tôi cũng cho anh rồi, còn xe, tôi để làm việc. Dậy đi, anh. Không phải. Chứng tôi cũng cho anh, ta, không phải, các anh em. Hình như người này là Chiến thần Chu Tước, tôi đã thấy trên TV, Chiến thần Chu Tước Phong Lang Cư Tư. Hôm nay chúng ta là nhân vật nhỏ, mà có cơ hội gặp được rồi, bọn tôi bái kiến Chiến thần Chu Tước. Chiến thần Chu Tước cái gì? Là một con nhỏ chưa lớn thôi. Tiểu Sở, không được khinh chiến thần, cậu không muốn sống à? Quỳ xuống. Cô bé, tôi nói cô vài câu, cô không giận đó chứ? Đệ tử không dám, đệ tử Chu Tước bái kiến sư tôn, bái kiến sư tôn. Tôi đã nói bao nhiêu lần, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi. Cô muốn ăn đòn à? Hả? Đệ tử không dám, lần này đệ tử đến Vân Thành là để mang thánh chỉ của quốc chủ đến cho người. Người vì đế quốc bồi dưỡng ra bốn chiến thần tuyệt thế, Thanh Long, Bạch Huyền Võ, ba vị sư đệ ở châu Âu, đánh địch chạy tan tác. Đây đều là công lao của người, cho nên quốc chủ có lệnh, Sở thần đại hạ phong làm Vô Song Vương, thống lĩnh ba tỉnh Giang Nam, đời đời lưu truyền. Bọn tôi bái kiến Vô Song Vương. Bọn tôi bái kiến Vô Song Vương. Được. Nếu đã là ý của lão già đó thì tôi nhận. Đứng lên đi. Còn chuyện gì không? Không có gì thì cút. Vâng. Vốn muốn khiêm tốn ở bên bố, xem ra sau này không khiêm tốn được rồi. Alo bố, thằng nhóc, bố cho con một lần xem mắt. Địa chỉ gửi con rồi, bố mau đến đi. Alo. Số 8. Chắc là ở đây. Đây chính là đối tượng xem mắt bố giới thiệu cho mình. Eo, chân. Ừm, à. Ừm. Chào, tôi là Sở Thần. Năm nay 27 tuổi, từng đánh bại Tiểu Tây Cảnh, chưa học đại học. Lương 1 năm 700 không à. Nhà không xe, Thẩm Như Băng, tiến sĩ kinh tế đại học Stanford. Tổng tài công ty. Thu nhập năm 3 tỷ. Nói đi, kết hôn với anh có thể mang đến cho tôi cái gì? Nếu chúng ta kết hôn, sau khi kết hôn, tất cả việc nhà do tôi làm. Ở nhà, cô là nữ vương, hơn nữa tôi cũng sẽ cố gắng mua xe mua nhà. Anh nói những thứ này đối với tôi không đáng một đồng. Tôi không thiếu nhà. Người đàn ông có thể chinh phục tôi, ít nhất cũng phải giống Vô Song Vương. Được rồi, đây là phòng bao VIP 8. Đối tượng anh muốn xem mắt chắc là ở ngoài, bàn số 8. Cái đó. Xin lỗi, sếp Thẩm. Vào sai phòng rồi. Người đàn ông này trông cũng đẹp trai phết. Con người anh có khái niệm thời gian không? Mau thanh toán đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Này, cô đi xem mắt, mang theo một thằng đen thùi lùi này, còn bảo tôi thanh toán cho cô, dựa vào đâu? Đây là bạn thân nam của tôi, David, bạn thân nam, hiểu không? Thằng nhà quê, thằng nhãi, chú ý thái độ nói chuyện của cậu. Bảo bối san san của chúng bảo tôi. Cậu thanh toán là xem trọng cậu đó, mau thanh toán đi. Không phải. Hai ly cà phê đắt thế à? Đắt đâu ra? Cà phê của khách sạn Vân nhiều năm nay đều có giá này, đừng mở mắt nói bừa. Có lương tâm lắm rồi đó. Đến một ly cà phê anh cũng không uống được. Có thời gian tìm nguyên nhân của bản thân ấy. Nhiều năm nay có cố gắng trong công việc không? Có tăng lương không? Được,
Nếu đã vậy, cô tự thanh toán. Con người anh, đúng là không có chút phong độ quý ông nào. Một nhân viên giao hàng thấp hèn bảo anh thanh toán là ban ơn cho anh, hiểu chưa? Không phải, cô đã đến mức phải đi xem mắt rồi, mà còn thấy mình giỏi thế à? Một thằng giao hàng rách dưới, bà đây xem thường anh đấy. Sao nào, điện thoại đời mới nhất của bà đây, đã là tiền lương mấy tháng của anh rồi. Bảo bối, đàn ông đại hạ đều nghèo thế, không xứng với phụ nữ đại hạ. Đúng đó, này, loại người nghèo như anh, người phụ nữ nào muốn lấy anh, tôi lấy anh ấy. Diễn viên tìm đâu ra, mặc như con hồ ly tinh vậy. Á, cô dám đánh tôi, một con khốn không biết xấu hổ. Tôi đánh thì đánh, cô làm gì được tôi. Á, David, anh không sao chứ? Đôi trai gái cặn bã, hai người đợi đó cho tôi. Thân thủ không tồi. Nếu anh đồng ý, hôm nay chúng ta có thể đi đăng ký. Sao nào? Không phải, này này, chúng ta... Không phải, cô không phải nói là người đàn ông chinh phục được cô phải như Vô Song Vương, phải là đẳng cấp đó sao? Chúng ta thế này là kết hôn rồi, vợ chồng hợp đồng thôi. Anh so với Vô Song Vương tôi sùng bái như đom đóm và trăng sáng, đúng là cách biệt trời đất. Nhưng nếu anh đã làm bia đỡ đạn của tôi chắc chắn cũng không xử tệ với anh. Đợi giải quyết xong chuyện, tôi sẽ cho anh một khoản đủ để anh thay đổi số tài phú. Vậy sao cô lại chọn tôi? Không có gì, chỉ cảm thấy anh cũng tốt, từng đánh được tiểu Tây Cảnh, nhìn có vẻ khiến người ta yên tâm. Đúng rồi, đây là chìa khóa biệt thự của tôi, anh chuyển vào ở, là chồng trên danh nghĩa của tôi. Tối nay anh cùng tôi đi tham gia một tiệc rượu thương mại. Này này, chút nữa tôi phái người đến đón anh. Bái kiến sư tôn, bái kiến Vô Song Vương. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi. Các người, đứng lên, đứng lên. Sư tôn, quốc chủ đã tổ chức tiệc phong vương để chúc mừng anh. Không đi, tôi khó khăn lắm mới sống vài ngày bình thường. Tôi cảnh cáo cô, đừng làm lộ thân phận của tôi. Đồ nhi tuân lệnh. Đúng rồi sư tôn, đây là hôn thư đại anh nữ vương đích thân viết, đại diện cho đại anh cầu hôn với anh, cầu hôn với tôi. Đây là ba vị công chúa hoàng thất đại anh, họ đều muốn gả cho sư tôn. Còn của hồi môn, đối phương đồng ý sẽ đưa tất cả sản phẩm giữ trong bảo tàng đại anh tổng giá trị 1.000 tỷ. Theo tôi biết, bảo tàng của họ, tất cả sản phẩm lưu giữ đó đều dành về từ các nơi trên thế giới, chuyển lời cho họ. Nước khác tôi không quan tâm, khuyên họ mau chóng trả lại hết những đồ của đại hạ. Nếu không, tôi đích thân dẫn binh đi lấy. Còn hôn thư, từ chối cho tôi. Tôi kết hôn rồi, anh kết hôn rồi, đúng vậy. Cô đi sắp xếp cho tôi, chuẩn bị cho tôi một hợp đồng 100 tỷ và chuẩn bị cho tôi một biệt thự hào hoa nhất Nam Giang. Hào hoa nhất, nghe thấy chưa? Tôi phải khiến người vợ tâm cao khí ngạo của tôi mở mang tầm mắt. Bố, Thanh Trúc, con về rồi. Anh đi xem mắt thế nào rồi? Chị dâu có đẹp không? Con bé đó là một con hám lợi, không thích người giao hàng như anh đâu. Anh đã xem mắt thất bại mười mấy lần rồi, nếu anh còn không tranh thủ, anh không thể để em giật quần áo cho anh cả đời chứ. Bố, ra đây cùng bố. Không phải, bố sắp ăn cơm rồi, ra ngoài làm gì, con còn dám hỏi. Dĩ nhiên là dẫn con đi, xin lỗi cô gái ấy rồi. Cô Vương đã gọi điện đến báo cáo rồi. Con nói con, có phải con đánh con gái người ta không? Không phải, bố đừng nghe, người ta đổi trắng thay đen, con nhỏ đó tìm người như con. Nếu bố đi thì ai chăm sóc con? Bố, dù sao thì con cũng là do bố nhặt về, cùng lắm sau này con lấy anh trai là được, đỡ phải lo sính lễ. Sao thế, đàn ông độc thân lớn tuổi con không thèm lấy em à? Cái đó, đồ chó. Chính là thằng khốn mày, bắt nạt chị gái tao đúng không? Chính là cái thằng khốn mày, bắt nạt chị gái tao đúng không? À,
dám ra tay với tao, muốn chết, hả? Hả, bố, thằng nhãi, hôm nay ông, nếu không cắt một cánh tay mày, tao theo họ mày. Con. Sở Thần Anh hay lắm, tuần trước tìm diễn viên đến sỉ nhục tôi, bây giờ còn dám đánh em trai tôi, cái loại rẻ tiền như cô. Vẫn chưa xứng, tôi tiêu tiền sỉ nhục cô, còn nó nữa, người ra tay trước là nó, bị đánh là đáng đời. Thằng nhãi, nếu mày có bản lĩnh, bây giờ cùng tao ra ngoài đánh một trận, tao giết chết mày, được. Tiểu Thần, con ngồi xuống, ngồi xuống. Cái đó, chuyện này, đây chắc chắn có hiểu lầm. Chúng ta ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống nói chuyện kết hôn, được. Ông già. Phu. Nếu ông muốn, thằng vô dụng đó cưới chị gái tôi, xin lễ 1 triệu, không được thiếu đồng nào. Còn phải có nhà có xe. Xe của tôi, không cần yêu cầu gì, 400, 500 có thể đi thay đi bộ là được. Nhưng nhà phải là hạng 1, phải là loại đó mới được. Tôi không muốn sau khi kết hôn với anh ta ở trong đống rác thế này. Xin lễ 1 triệu. Hay là chúng ta bàn bạc lại đã. Bàn bạc cái quái gì? Cái loại vô dụng đi giao hàng như con trai ông. Anh ta là cóc ghẻ, còn muốn ăn thịt thiên nga như tôi á? Này cô là thiên nga cái quái gì? Cô mở miệng là nhà, xe gì đó, xin lễ 1 triệu gì đó. Tôi muốn hỏi, cái chỗ đó của cô là dát vàng hay là gắn kim cương? Thằng vô dụng, nói chuyện kiểu gì thế? Cả một nhà các người, một bảo vệ, một phục vụ, thêm một thằng giao hàng, cả nhà đều hạ đẳng. Vương San San cho anh cơ hội xem mắt là ơn đức lớn đối với anh rồi. Thằng nhãi, với mắt nhìn của mày chắc là không tiếp xúc được tầng lớp như bọn tao. Chị tao hôm nay được mời đi tham gia thương hội đẳng cấp tối nay, sẽ quen không ít ông chủ trục tỷ. Đến lúc đó mày đừng hối hận, không leo được cao đâu. Xin lỗi, loại giày rách như cô ta tôi đúng là không thèm. Vợ tôi tốt gấp ngàn vạn lần cô ta. Con kết hôn rồi à? Anh nói bừa cái quỷ gì? Loại người nghèo mà dẹp như anh, có phụ nữ thích anh á? Tao muốn xem con nhỏ xấu xí nào thích khóc ghẻ như mày. Ôi trời, chị, người phụ nữ này sao trông như tiên nữ vậy? Đây không phải con hồ ly tinh đã đánh tôi hôm xem mắt sao? Sở Thần Anh được lắm, kết hôn nhanh, đăng ký nhanh. Anh đi làm che bám váy phụ nữ à? Này, không đúng chị ơi, sao em thấy hơi giống Thẩm Như Băng? Thẩm Như Băng sao nghe có vẻ quen mắt thế nhỉ? Tổng tài tập đoàn Thẩm Thị tên là Thẩm Như Băng, tài sản 100 tỷ. Cái gì? Sao có thể thế? Không ngờ đó, mày thật sự kết hôn với Thẩm Như Băng rồi. Thật á? Chị tưởng gì? Sở Thần Anh biết bây giờ anh giống cái gì không? Giống một con chó. Anh nói anh tìm ai chả được, sao cứ tìm Thẩm Như Băng đến góp mặt? Đầu anh bị lừa đá hả? Các người có tin không thì tùy. Thẩm Như Băng chính là vợ tôi. Còn nữa, trên thương hội tối nay tôi sẽ tặng cô xin ấy lễ 100 tỷ và chiêu cáo toàn thành. Ha ha ha. Ông già, tôi nói thằng con trai của ông đầu óc bị bệnh thì mau dẫn anh ta đi khám đi. Ông thả ra làm mất mặt đấy. Tiểu Thần, con nói sao con phải làm giấy kết hôn giả để lừa bố? Bố, con nói thật đó. Còn các người, vốn tôi muốn dùng thân phận người bình thường giao tiếp với các người nhưng lại bị xem thường. Được, vậy tôi ngửa bài, tôi là phú ông ngàn tỷ. Ha ha ha. Ngàn tỷ? Thằng ngu này đầu bị cửa kẹp à? Không tin à? Được, thế thì mở to mắt chó ra nhìn kỹ đây. Chu Tước, lập tức sắp xếp 3 ngày sau tôi muốn mở tiệc phong vương, công khai thân phận với toàn thế giới. Sở Thần Anh vì lòng tự tôn đáng thương của mình bây giờ giả ngốc giả điên ở đây, tôi thật thấy mất mặt thay anh. Thằng nhãi, chẳng lẽ mày muốn ông đây cười chết à? Còn ngả bài, tao thấy mày bại não thì có. Nếu mày là phú ông ngàn tỷ, ông đây quỳ xuống gọi mày là cha. Không có tiền thì đừng nói cưới gả lung tung. Loại người như các người
là rác rưởi dưới đáy xã hội. Thì nên. Tuyệt hậu. Ha ha ha. Có tin không, tùy các người trên thương hội tối nay tự nhìn là biết. Đến lúc đó, các người đừng hối hận. Ha ha ha. Đồ thần kinh. Chị, thương hội tối nay, chị dẫn em đi cùng, em nhất định phải xem thằng phế vật này vả mặt chúng ta thế nào. Tiểu thần, là bố không có bản lĩnh, nếu con không muốn kết hôn, chúng ta không kết nữa. Bố, Thanh Trúc, hai người tin con, hai hôm nữa, con dẫn vợ về thăm hai người. Còn họ, tối nay, con sẽ khiến bọn họ quỳ xuống, xin lỗi chúng ta. Alo. À được, được. Chúng tôi đến ngay. Không phải, ông chủ đó. Thông báo cho bố và Thanh tối nay đến tăng ca. Con ở nhà. Đừng gây chuyện. Con, vừa nãy con nói. Không phải, bố, Thanh Trúc. Có tiền. Phải làm sao nói cho họ thân phận thật của mình nhỉ? Xuống tầng, tôi đến đón anh. Đi thôi. Anh lên trước đi, tôi còn chút việc. Xử lý xong, tôi đến tìm anh. Được, cô nhanh lên nhé. Chị xem, đó không phải em gái Sở Thần sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Khốn khiếp. Xin lỗi, tôi lau cho anh. Đúng là không biết sống chết. Dám dùng cái tay bẩn đó để đụng vào đại nhân chắc. Tôi lau cho anh. Ngài Richard, ngài nói xem muốn xử lý cô ta thế nào để người phụ nữ này liếm sạch cho tôi. Cái gì? Anh bảo tôi. Richard tiên sinh cho cô cơ hội chuộc tội. Cô nên cảm ơn đại đức. Mau liếm đi. Đừng mà. Các người làm gì vậy? Em không sao chứ? Các người. Xin lỗi em gái tôi. Còn lâu. Một thằng giao hàng cũng xứng bảo tôi xin lỗi. Anh, em không sao. Ở đây đều là nhân vật lớn, chúng ta không chọc vào được. Đại nhân vật cái con mẹ nó. Tôi cảnh cáo anh, bây giờ quỳ xuống xin lỗi cho tôi. Hai đứa tiện nhân hạ tiện có tư cách gì ở đây nói những lời này? Giám đốc Ngô, anh phải quản cho tốt. Hai đứa hạ đẳng không hiểu quy tắc này, làm bẩn quần áo của Richard tiên sinh lại còn dám ra tay đánh người. Richard tiên sinh, rất xin lỗi đã khiến anh có trải nghiệm không vui. Ngô tiên sinh, thái độ phục vụ của người nước hạ khiến tôi rất thất vọng. Bây giờ tôi sẽ đuổi hai người này ra. Bảo vệ, qua đây cho tôi. Đánh gãy chân hai người này rồi kéo ra ngoài. Tiểu thần, tiểu sở. Bố, chuyện gì thế? Phục vụ này là con gái của tên bảo vệ này. Cả nhà họ đều là người hạ đẳng. Một phục vụ, một bảo vệ hèn, không hổ là người một nhà. Giám đốc Ngô, anh nể tình tôi chăm chỉ vất vả làm việc ở công ty chúng ta 10 năm. Anh rộng lượng, tha cho con tôi một lần. Bố, tôi cần ông dạy tôi làm việc à? Anh dám đánh bố tôi. Tiểu sở, đừng kéo con. Anh, đừng làm việc mất lý trí. Chúng ta không đụng vào được. Richard, ngài là nhân vật lớn, chúng tôi chỉ là bách tính bình thường. Ngài rộng lượng, tha cho chúng tôi một lần. Bố, người Tây cảnh chúng tôi là dân tộc tố chất cao. Tôi có thể tha cho các người, nhưng tôi muốn viết mấy chữ trên mặt ông. Hay. Chữ của Richard tiên sinh đúng là rồng bay phượng múa. Đồ vô lại. Tôi cho ông một cơ hội. Chỉ cần ông đọc chữ ra trên mặt mình, trước mặt mọi người, tôi sẽ tha cho một nhà ba người các ông một con đường sống. Thằng khốn, ông mau nói đi. Ông là phế vật vô dụng, không đọc thì chết. Bố, không sao chứ? Này,
lời Richard tiên sinh. Ông không nghe thấy hả? Còn không mau làm theo. Để lấy lòng một thằng chó Tây, đến chút khí tiết dân tộc cũng không có. Đúng là một con chó tốt. Cậu dám mắng tôi? Người đâu, đánh gãy chân nó cho tôi. Tôi xem hôm nay ai dám đụng. Ai đụng thì thằng đó chết. Còn ngây ra đó làm gì? Đánh hắn, tôi cho 50 ngàn. Đánh gãy chân hắn tôi cho 1 triệu. Anh Ngô hào phóng. Vậy 1 triệu này tôi nhận rồi. Tôi xem ai dám động đến người của tôi. Tôi xem ai dám động đến người của tôi. Mỹ nữ này sao cảm thấy đã gặp ở đâu? Xin chào, mỹ nữ, tôi là Sếp Thẩm, cuối cùng cô cũng đến rồi. Sếp Thẩm, con hồ ly tinh này không phải là diễn viên Sở Thần tìm đến sao? Dám sỉ nhục Sếp Thẩm, cô muốn chết, nhưng Sếp Thẩm, đã lâu không gặp, cô ngày càng xinh đẹp đó. Xin lỗi, nghe thấy chưa, Sếp Thẩm, bảo mấy kẻ hạ tiện các người. Xin lỗi Richard tiên sinh. Tôi bảo các người xin lỗi. Cái gì? Sếp Thẩm, cô có nhầm không? Tôi bảo chúng tôi xin lỗi 3 đứa hạ tiện. Đồ không biết sống chết. Lời của Sếp Thẩm, cô cũng dám nghi ngờ. Sếp Thẩm. Sếp Thẩm, cảm ơn cô, để tôi tự lau. Bố là bề trên, để cô ấy lau cho bố. Im miệng, thì ra họ là người của Sếp Thẩm. Sớm biết như vậy, tôi đã không tính toán với họ rồi. Tôi xin lỗi họ. Nhưng trước đó, tôi mong Sếp Thẩm có thể đồng ý một điều kiện của tôi. Sếp Thẩm, đây là 10 triệu tiền mặt và trang sức châu báu giá trị trên 100 triệu. Tôi muốn cô bây giờ lấy tôi. Chỉ cần cô đồng ý lấy tôi, trừ những thứ này, tôi còn có thể cho cô một hợp đồng lợi nhuận 500 triệu. Hợp đồng lợi nhuận 500 triệu. Richard tiên sinh, đúng là mối lớn. So với bối cảnh của Richard tiên sinh, những cái này có là Richard gì? Richard tiên sinh là quý tộc Tây Cảnh. Ông nội từng là chiến tướng, từng chinh chiến phương Đông, giám đốc Ngô, khiêm tốn. Được, đúng vậy. Sếp Thẩm, nếu cô có thể gả cho Richard tiên sinh, tương lai sẽ là quý tộc Tây Cảnh, cao hơn người ta một bậc đó. Ý của cô là bảo tôi giống cô, làm người yên lành không làm, lại đi làm một con chó Tây Cảnh. Cô dám mắng tôi, sự thật thôi, cô làm chó mà không dám thừa nhận à? Miệng của Sếp Thẩm vẫn lợi hại như xưa. Suy nghĩ cho kỹ, gia nhập nhà Richard của tôi không chỉ có được tiền tài to lớn, tập đoàn thẩm thị của cô còn có được sự ủng hộ của hoàng thất Tây Cảnh, từ đó bay thẳng lên trời. Tôi thừa nhận điều kiện anh đưa ra đúng là rất khó từ chối, nhưng tôi có chồng rồi. Không phải nói Sếp Thẩm có yêu cầu cực cao với bên ngoài sao? Sao đột nhiên lại kết hôn rồi? Có thể chinh phục kiều nữ trời sinh như Sếp Thẩm, sợ rằng bối cảnh vị đó phải cực khủng bố. Thẩm Như Băng, người phụ nữ ưu tú như cô, nhìn khắp thiên hạ, ngoài Vô Song Vương còn ai xứng với cô nữa? Nhưng Vô Song Vương là ai? Sao anh ta có thể thích cô? Ngoài Richard như tôi, cô còn tìm được ai phù hợp hơn sao? Thật xin lỗi nhé, Richard tiên sinh, tôi đúng là đã tìm được một người ưu tú hơn anh rồi. Hơn nữa, anh ấy đang ở đây. Người đó là ai? Giới thiệu cho mọi người, đây chính là người đàn ông của tôi, Sở Thần. Hà, không thể nào, anh ta chỉ là một thằng giao hàng, anh ta không xứng với cô. Vương San San, thu lại sự cao ngạo, tự cho mình là đúng của cô đi. Thẩm Như Băng, chính là vợ tôi. Anh muốn chết à? Không phải Sếp Thẩm, muốn diễn kịch. Thật chân một tí hả? Chị, nhìn có vẻ Sở Thần này hình như đã ăn bám được Sếp Thẩm rồi. Một thằng mặt trắng bị người ta bao nuôi. Tiểu nhân đắc chí, Richard tiên sinh rất thích Sếp Thẩm. Nếu chúng ta giúp anh ấy giành được Sếp Thẩm, tương lai chúng ta cũng có cơ hội đổi quốc tịch, trở thành quý tộc Tây Cảnh rồi. Thằng nước ngoài, anh mà cũng dám nhớ đến vợ tôi, anh muốn chết à? Chúng ta không chọc được đâu. Được, nếu vợ tôi đã nói hôm nay tôi không đánh anh, nhưng nếu anh dám nhớ đến vợ tôi nữa, tôi gặp anh một lần, đánh anh một lần. Ha ha ha, một thằng hạ đẳng nước hạ, cậu lấy cái gì tranh với tôi? Cả nhà các người dù bắt đầu làm thuê từ thời nguyên thủy, không ăn không uống cũng không kiếm được nhiều tiền thế. Một thằng giao hàng, một bảo vệ, một phục vụ, cả nhà đều hạ tiện,
không biết trời cao đất dày. Ha ha ha, một đám ngu có mắt không tròng. Sinh lễ của tôi, gấp trăm lần anh ta. Nhìn kỹ cho tôi. Đưa sinh lễ vào cho tôi. Sở thần, tôi nói cho cậu biết, cậu làm một người giao hàng, đúng là quá đáng tiếc. Cậu nên đến rạp xiếc, làm thằng hề, đúng là mất mặt. Anh biết 100 lần, là bao nhiêu không? Sinh lễ trăm tỷ đó. Thế mà anh nói ra được. Tôi xin anh đừng giả vờ nữa, mặt mũi người đại hạ. Bị anh làm mất hết rồi, có mắt không tròng. Ngu xuẩn cực độ. Sở thần, anh chém gió cũng phải có mức độ. Tôi không lấy ra nổi, sinh lễ trăm tỷ đâu? Vợ, sinh lễ trăm tỷ này là anh chọn cho em. Nếu hôm nay cậu không lấy ra được, tôi khiến cậu phải nằm bò ra ngoài. Thế sao? Sinh lễ trăm tỷ đến. Thẩm tiểu thư, đơn hàng trăm tỷ tôi đã đưa đến. Mở hòm. Sở thần, cái này đều là anh làm thật à? Không thể nào, sở thần chỉ là một thằng giao hàng. Lấy đâu ra nhiều tiền thế? Hỗn xược. Thư mời của Tiệc Phong Vương. Loại người hạ đẳng mấy người cũng đụng vào được à? Cái gì? Anh nói 10 tấm này là thư mời Tiệc Phong Vương. 10 tấm thư mời này cộng lại phải trên 100 tỷ. Còn cả chỗ này, chỗ sinh lễ này cộng lại ít nhất phải 300 tỷ. Cái này nếu cho tôi tiêu ngàn năm cũng không tiêu hết. Chị xem chuyện tốt chị làm đi. Đuổi con rùa vàng, sở thần đi. Vinh hoa phú quý của em mất hết rồi. Không thể nào, sở thần là một thằng giao hàng thôi. Nếu anh ta có tiền thế thật, tại sao anh ta phải giả nghèo? San San nói đúng. Trong này chắc chắn có hiểu lầm. Là anh trai con đưa thật à? Lương mỗi tháng của nó chỉ 7.000 thôi mà. Bố để con bình tĩnh lại đã. Loại tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết. Quá ảo rồi. Tôi đã nói, sinh lễ của tôi gấp trăm lần anh. Tên nước ngoài, còn muốn thi cùng tôi không? Richard tiên sinh, sao anh lại ở đây? Tôi làm khách ở đây, bị mấy con chó hoang sỉ nhục, đạo tiếp khách của các người, tôi không hài lòng. Rõ ràng là anh ép người vào đường cùng trước, bây giờ sinh lễ không so được với anh lại tôi. Giả vờ là người bị hại, người Tây Cảnh đúng là vô liêm sỉ, hỗ xược. Ở đây, đâu đến lượt một phục vụ hạ đẳng như cô, nói lung tung. Người đâu, lập tức đuổi cô ta. Không phải anh ta đưa sinh lễ cho anh trai sao? Chẳng lẽ cô thật sự nghĩ sinh lễ này là của anh trai cô à? Tôi nói cho các người biết, sinh lễ này là người tôn quý nhất ở đây tặng. Ngoài Richard tiên sinh, còn ai nữa? Không phải anh trai con tặng. Một thằng khốn không biết nhảy ra từ đâu. Ai ngồi đây không phải thật sự cho rằng cái sinh lễ trăm tỷ này là hắn tặng đó chứ? Hắn là một thằng lừa đảo. Thực ra tôi từ lâu đã nhìn ra hắn là mạo danh nhận bừa rồi. Ha ha ha, xem ra lão này là muốn lấy lòng mình. Người nước hạ đúng là đê tiện. Được rồi các vị, không cần để ý thằng hề múa cột này nữa. Sinh lễ này đúng là tôi tặng. Các vị nên biết tôi là hào môn Tây Cảnh, có quan hệ rất sâu với hoàng thất. Biết tôi muốn cầu hôn sếp Thẩm, đã đặc biệt chuẩn bị cho tôi sinh lễ hậu hĩnh này. Giỏi lắm. Anh giỏi lắm, anh đúng là mặt dày. Còn anh nữa, để bợ đít, thằng Tây Cảnh này dùng hết tâm sức đảo lộn trắng đen. Hừ, tôi không biết cậu đang nói gì. Sở thần, tôi thấy người không biết xấu hổ là anh đấy. Chỗ sinh lễ này rõ ràng là Richard tiên sinh tặng, anh lại nói là anh tặng. Anh muốn chúng tôi cười chết à? Thằng khốn này còn dám nói khoác ở đây. Quan hệ của chúng tôi và người Tây Cảnh nếu vì cậu bị phá hoại, cậu có chịu nổi trách nhiệm không? Anh ngô, theo tôi thấy phải định cho loại người này tội danh phá hoại ngoại giao. Đúng vậy. Sếp Thẩm, cô có muốn giúp chồng cô không? Để anh ta giả vờ tự lấy đá đập chân mình, để anh ta ăn thiệt một chút cũng được. Nhưng nếu sinh lễ này thật sự là của anh ấy tặng, cô nghĩ tôi ngốc à? Thằng nhãi, quỳ xuống dập đầu và học tiếng chó sủa. Tôi có thể suy nghĩ cho cậu một cơ hội sống, các người còn ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ không nhìn thấy Richard tiên sinh khoan hồng đại lượng sao? Còn không mau quỳ xuống dập đầu xin tha. Hay lắm, đúng là đặc sắc. Các người ai cũng muốn nịnh hót thằng Tây Cảnh này chứ gì. Được, mong các người đừng hối hận. Trong 5 phút xuất hiện trước mắt tôi,
Nếu không, hậu quả tự chịu. 5 phút. Thằng phế vật như anh, giả vờ cái gì? Ôi trời, không cẩn thận làm vỡ rồi. Mày muốn chết à? Làm gì thế? Thả tao ra. Được, thế thì tao nghe mày. Tiểu thần con làm gì thế? Đừng kích động. Sở thần, ở đây có nhiều đại nhân vật như vậy, anh còn dám hống hách? Long gia, sở thần, ra tay trước mặt anh là không nể mặt anh. 5 phút, chút nữa. Tôi xem ai có thể cứu được thằng nhãi này. Long gia, đều là trẻ con không hiểu chuyện. Tôi xin lỗi anh thay nó. Tôi dập đầu cho anh. Bố, chúng ta không cần xin lỗi bất cứ ai. Chúng ta không đụng được. Con ơi, chúng ta không đụng vào họ được. Lão già, tôi nói cho ông biết, không chỉ ông phải quỳ, con trai ông, còn cả con phục vụ này nữa, đều phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Có thể tâm trạng tôi tốt, còn có thể ở trước mặt Richard tiên sinh nói tốt giúp các người vài câu. Long gia, tôi vẫn nể mặt mà. Ha ha ha. Bố, mặc kệ bố. Tôi quỳ. Hai đứa còn không quỳ xuống, chẳng lẽ thật sự đợi nhà tan cửa nát sao? Ha ha ha. Tô Vạn Cường đáng chết, sao vẫn chưa đến? Ha ha ha. Thằng nhãi, vừa nãy cậu nói gì? Cậu nói là tỷ phú Tô ở Nam Giang. Tôi nói cho cậu biết thằng nhãi, danh hiệu của sếp Tô đâu phải loại người hạ đẳng nhắc đến được. Được, không quỳ phải không? Người đâu, đánh gãy chân nó cho tôi. Tỷ phú Nam Giang đến. Tỷ phú Nam Giang đến. Sếp Tô, sao anh lại đến đây? Nếu tôi không đến, cậu muốn lật tung cả Lăng Tiêu Bảo Điện này à? Chị, chẳng lẽ sếp Tô này thật sự đến vì sở thần? Chị không tin. Chắc chắn là anh ta may mắn, không ngờ Tô Vạn Cường đến thật. Sở thần rốt cuộc là anh may mắn hay là thật sự thâm sâu khó dò? Bố, sếp Tô, anh, tại sao anh lại đánh tôi? Chết đến nơi, đến mình chết thế nào cũng không biết. Dưới trướng tôi sao lại có thằng ngu như cậu? Từ hôm nay, đóng băng tất cả tài sản của cậu, lưu đày lên núi Lĩnh Nam. Hà, sếp Tô, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Aha. Cậu mang sinh lễ của Vô Song Vương cho người Tây Cảnh giả vờ. Cậu lấy việc công làm việc riêng, đảo lộn trắng đen. Tội của cậu khác nào phản quốc. Cái gì? Đây là sinh lễ của Vô Song Vương. Chẳng trách, cũng chỉ có Vô Song Vương mới một lần lấy ra được nhiều tài sản như vậy. Sao lại là của Vô Song Vương đưa đến chứ? Sếp Tô, anh là thuộc hạ của Vô Song Vương à? Tôi xin anh, cầu xin cho tôi, cứu tôi đi, cứu cậu. Cậu đã làm lỡ đại sự của Vô Song Vương, tội đáng muôn chớt. Hắc hổ, kéo hắn ra lưu đài núi Lĩnh Nam cho hổ báo ăn. Sếp Tô đừng mà. Sếp Tô. À, sếp Tô. Sếp Tô, Long Ngũ cũng là vì bảo vệ hữu nghị của Tây Cảnh và Đại Hạ, anh hà tất phải việc bé xé ra to? Việc bé xé ra to anh tự làm sai, không nhận sai, ngược lại còn trách tôi. Sinh lễ là Vô Song Vương tặng, anh nghĩ chuyện này là chuyện nhỏ à? Anh không sợ Vô Song Vương dẫn binh san bằng Tây Cảnh các anh à? Vô Song Vương đã ẩn cư không hỏi thế sự. Hơn nữa, nếu hắn dám dẫn binh đánh Tây Cảnh, hắn chịu được sự chỉ trích của Liên Hợp Liên Minh Quốc Tế không? Đồ hỗ xược, đừng nói Vô Song Vương đích thân đi, dù là bất kỳ ai trong số đệ tử anh ta cũng đủ để khiến vùng đất nhỏ bé của các người bị san bằng 100 lần. Đồ tiện dân ngu xuẩn vô tri. Nếu đại hạ thật sự lợi hại như vậy thì năm đó tại sao vẫn bị bọn ta xâm lược, còn bị bọn ta chiếm thành? Ha ha ha. Người đâu, đuổi hắn ra khỏi tiệc rượu. Tôi phải để tên man di này không có chỗ đặt chân ở Nam Giang. Đuổi tôi đi. Để tôi đi thì dễ, nhưng đừng có đến lúc cầu xin tôi quay lại. Bây giờ anh tốt nhất là lập tức biến mất trước mắt tôi. Cút đi. Một đám thương nhân
mà cũng dám bất kính với Richard tiên sinh. Còn không mau bỏ bàn tay bẩn của các người ra. Một đám hạ tiện. Làm quần áo của ông đây bẩn cả rồi. Richard tiên sinh, ngài bớt giận, tôi đến muộn. Mới để mấy tiện dân này đụng vào ngài, tôi sẽ đi xử lý. Hình như người này đến từ chiến bộ. Rốt cuộc anh ta có thân phận gì? Cậu xem số sao trên vai anh ta đi. Người này sợ rằng không đơn giản. Người của chiến bộ, sao lại có quan hệ với thằng quỷ Tây? Richard này, chính là đám tiện dân các người gây chuyện với Richard tiên sinh à? Còn không mau ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi. Dựa vào đâu? Rõ ràng là người nước ngoài này đã làm sai, tại sao lại bảo chúng tôi xin lỗi? Vị đại nhân này, phiền anh làm rõ tình hình đã. Là Richard nhận bừa xin lễ của vô song vương trước, chúng tôi không làm sai. Xin lễ? Richard thật sự mạo danh nhận bừa xin lễ vô song vương đưa đến à? Bùi đại nhân, xin lễ là tôi chuẩn bị cho vô song vương. Richard mạo danh nhận bừa chưa nói, người này còn dám nói năng hống hách trong vùng đất của đại hạ, xỉ nhục đại hạ ta. Tôi hỏi lại lần nữa, Richard thật sự có mạo danh nhận bừa sao? Đại nhân, chứng cứ rõ ràng, xin ngài xử lý chuyện này. Hừ, đồ cho mặt mũi mà không thèm, cho anh một cái cớ để lui. Anh dám không biết điều? Đại nhân, anh ấy không nói sai, dựa vào đâu mà anh đánh anh ấy? Tôi tự giới thiệu, bản tôn chiến tướng 3 sao của chiến bộ Bùi Thiên Hổ. Thị phi đúng sai các người nói không tính, ở đây tôi mới là vương pháp. Cái gì? Anh ta là chiến tướng 3 sao? Chiến tướng 3 sao thế thì địa vị có thể so với tổng đốc Nam Giang. Richard có nhân vật lớn thế làm chỗ dựa. Một chiến tướng 3 sao vốn nên bảo vệ luật pháp đại hạ, che chở bách tính đại hạ, không để man di quấy nhiễu. Anh thì hay rồi, bây giờ ở đây một tay che trời. Bùi Thiên Hổ, anh thật to gan. Sở thần, anh ta là người của chiến chúng bộ, chúng ta không đắc tội được. Người của chiến bộ thì sao? Người của chiến bộ là có thể coi trời bằng vung à? Thằng nhãi nhép này, bổn tướng làm gì không đến lượt kẻ hạ tiện như cậu phán xét. Dám nói nhiều thêm nửa câu, bản tướng cắt lưỡi cậu. Bùi đại nhân, chuyện này liên quan đến vô song vương, tôi thấy anh nên nhường một bước, nếu không thì tương lai của anh chắc sẽ bị ảnh hưởng đó. Một thương nhân nhỏ bé cũng dám dạy bản tướng làm việc, tôi chỉ có lòng nhắc nhở anh thôi. Dù sao thì người đang làm, trời đang nhìn. Đúng đó đại nhân, anh làm vậy là mất sự công bằng. Được, hay cho câu người đang làm trời đang nhìn. Tôi chính là trời ở đây, tôi muốn làm gì tôi sẽ làm nấy. Richard là khách quý của đại hạ, các người hết lần này đến lần khác đắc tội khách quý. Tôi thấy là các người không muốn làm ăn ở đại hạ rồi. Người đâu, triệt để phong sát tập đoàn Thẩm Thị và tập đoàn Tô Thị. Sếp Thẩm, công ty chúng ta bị phong sát toàn diện rồi, tập đoàn Tô Thị cũng bị phong sát rồi. Chiến tướng nổi giận, sao tiểu nhân như chúng ta có thể chịu được? Tôi thấy Tô Thị và Thẩm Thị không bao lâu sẽ xong đời thôi. May mà chúng không đắc tội Richard tiên sinh, nếu không thì chúng ta cũng tiêu đời theo. Hai đứa ngu, ai bảo các người đắc tội với Richard? Bây giờ gặp báo ứng rồi. Richard tiên sinh, lần này anh hài lòng rồi chứ? Cách xử lý của Bùi đại nhân tôi rất hài lòng, tôi có thể trả lại chiếc đồ cổ giá trị liên thành đó, nhưng về những sỉ nhục tôi chịu ở đại hạ, giá cả phải tăng gấp 10 lần. Cái gì? 10 lần là 100 tỷ đó. So với thể diện của quý tộc Tây Cảnh, 100 tỷ là gì chứ? Đại hạ không lẽ không trả được? Thế thì tôi chỉ có thể bán chiếc đồ cổ đó cho người khác. 100 tỷ đều tại mấy đứa ngu này hại đại hạ ta, bỏ số tiền oan thêm 90 tỷ. Bùi đại nhân, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vốn tôi đã thương lượng với Tây Cảnh dùng 10 tỷ để mua lại quốc bảo ấm ngọc cổ của đại hạ. Richard tiên sinh chính là người giao dịch trung gian lần này, đều tại mấy đồ khốn các người đã đắc tội với Richard tiên sinh. 10 tỷ biến thành 100 tỷ, nhiều tiền như vậy, mấy công ty chúng ta bán đi cộng lại cũng không mua được. Nếu Richard này thật sự bán ấm ngọc cho người khác, xếp Thẩm và xếp Tô nhất định là tội nhân thiên cổ đại hạ. Bùi đại nhân, tôi muốn tố cáo, đều là vì anh ta, đều là vì sở thần này, tất cả đều là anh ta gây ra. Đúng vậy, nếu không phải sở thần, chúng ta sẽ không khiến Richard tiên sinh tức giận. Là cậu, tất cả việc này đều là phiền phức cậu gây ra. Thằng nước ngoài này chơi khăm ngay trước mặt tôi, chẳng lẽ tôi không nên phản kháng à? Richard tiên sinh, chơi khăm anh thì sao? Cái thằng giao hàng rách dưới cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga. Chỉ có Richard tiên sinh mới xứng với sếp Thẩm. Tôi khuyên cậu ngoan ngoãn ly hôn với sếp Thẩm, như vậy Richard tiên sinh còn thưởng cho cậu một cái xương để gặm. Miếng xương này để lại cho bản thân đi. Cậu phá hoại quan hệ hai nước. Sở thần
hại chiến bộ của tôi, trả tiền gấp 10 lần. Cậu đúng là to gan. Richard tiên sinh, nếu xử trí người này bằng quân pháp, không biết có thể ưu đãi giá cả một chút không? Cái này hả? Cũng có thể suy nghĩ. Nhưng tôi muốn cậu ta bò trên đất như con chó, quỳ xuống xin tôi tha cho cái mạng chó của hắn. Tôi còn phải chơi vợ cậu ta 100 lần. Richard tiên sinh nói rồi, thì các người còn không mau ngoan ngoãn làm theo. Sếp Thẩm, công ty cô đã bị phong sát rồi. Nếu ngoan ngoãn hầu hạ Richard tiên sinh, công ty cô nói không chừng còn cứu được. Tiện nhân không biết xấu hổ, cô muốn hầu thì cô đi mà hầu, còn sở thần, nếu muốn động đến anh ấy, qua cửa tôi trước. Bùi Thiên Hổ, ấm ngọc vốn là Tây Cảnh, cướp từ đại hạ ta, anh không nghĩ cách cướp nó về, mà còn làm trò tiền chuộc gì đó. Đúng là mặt mũi tổ tiên bị anh làm mất hết rồi. Tôi thấy anh không nên tên là Bùi Thiên Hổ, nên gọi là đồ bù tiền. Cậu sở thần, anh dám sỉ nhục Bùi đại nhân, thằng nhãi chán sống rồi à, dám mắng Bùi đại nhân là đồ bù tiền. Sở thần, anh thật to gan. Bùi đại nhân, thằng điêu dân không được dạy dỗ này, đến anh cũng không xem ra gì. Thằng giao hàng nhỏ bé, một thằng phế vật, không có ích gì cho đại hạ. Cậu không sợ tôi giết cậu ngay tại chỗ à? Ai nói tôi không có giá trị với đại hạ? Ít nhất tôi có thể khiến khách của tôi không bị đói. Còn anh thì sao? Lấy tiền mồ hôi sương máu của vô số bách tính đại hạ để liếm giày một thằng Tây Cảnh. Cậu muốn chết? Bùi Thiên Hổ, tôi nhận tình anh là chiến tướng 3 sao của chiến bộ. Tôi cảnh cáo anh, sớm biết sai đường mà hối cải, nếu không thì hậu quả anh không chịu được đâu. Đại nhân, tên điêu dân này ngoan cố không đổi, tuyệt đối không thể để hắn ngoài vòng pháp luật. Tôi đề nghị cắt đường sống của hắn, để hắn muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong. Còn sếp Thẩm, tôi khuyên cô mau chóng vạch rõ quan hệ với sở thần, tránh cho hắn kéo theo nhà họ Thẩm tan thành mây khói. Tôi, nếu cô sợ có thể đoạn tuyệt quan hệ với tôi, yên tâm, dù cô chọn thế nào tôi cũng đảm bảo nhà họ Thẩm bình an vô sự. Đồ ngốc, bản thân còn khó giữ, còn nói lung tung. Bùi tiên sinh, nếu anh nhất định phải cắt đứt con đường sống của sở thần, thì nhà họ Thẩm sẽ đấu đến cùng. Vì một thằng phế vật ăn bám này, nhà họ Thẩm cuối cùng phải cắt đứt đường sống. Thẩm Như Băng, cô đúng là ngu hết chỗ nói. Thế thì đã sao, ít nhất bọn tôi đường đường chính chính làm người, không giống cô chỉ là một con chó ỷ quyền cậy thế. Cô sếp Thẩm đúng là không hề thua kém đàn ông, rất tốt. Truyền lệnh thông báo 3 tỉnh Giang Nam, điêu dân sở thần ngoan cố không sửa, phá hoại hữu nghị hai nước Đại Hạ và Tây Cảnh, bây giờ theo lệnh chiến bộ cắt đứt đường sống. Ai dám cứu tế sở thần, dù là gia thế bối cảnh gì, sẽ xử cùng tội. Điêu dân sở thần ngoan cố không sửa, nhà họ Ngô Nam Giang nguyện cùng Bùi đại nhân đoạn tuyệt đường sống của hắn, để hắn muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Nhà họ Lâm Nam Giang nguyện vì Bùi đại nhân giúp một phần sức, đoạn tuyệt đường sống của hắn, để thằng điêu dân không biết trời cao đất dày này không có đường lên rời, cũng không thể xuống địa ngục. Nhà họ Diệp cắt đứt đường sống của hắn, ai dám cứu tế sở thần là đối địch với nhà họ Diệp, can ha họ Hồng nữa, cắt đường sống của hắn, loại điêu dân như vậy phá hoại đại kế quốc gia, tội này chết 100 lần không hết. Đoạn tuyệt đường sống, đoạn tuyệt đường sống, đoạn tuyệt đường sống, đoạn tuyệt đường sống, đoạn tuyệt đường sống. Một đám nhãi nhép, tôi muốn xem các người đoạn tuyệt đường sống của tôi thế nào. Sở thần, anh vẫn chưa hiểu tình hình bây giờ à? Những người này nắm giữ 90% tài nguyên 3 tỉnh Nam Giang, ăn uống đi lại có liên quan mật thiết với họ. Đoạn tuyệt đường sống của anh thì là 360 ngành, không ngành nào anh có thể làm ở nơi này, không chỗ nào anh có thể dung thân được. Dù là ngàn vạn hạt lương thực, dù rơi trên đất một hạt anh cũng không thể ăn được, chính là khiến anh trong cuộc sống đói chết, nghèo chết. Đây chính là kết cục khi đắc tội với Bùi đại nhân. Sở thần, bây giờ cậu quỳ xuống, tôi còn có thể cho cậu một cái chết thoải mái. Nực cười, đúng là nực cười. Đại hạ ta từ khi lập quốc đến nay 360 ngành, nên ngành nào cũng bình đẳng, người nào cũng như rồng, người trên thế gian nên được che chở, ai cũng hưởng hạnh phúc. Ngàn vạn hạt lương thực nên dùng để cứu tế bách tính cùng khổ, không để họ chịu khổ vì đói. Không ngờ đến chỗ các người lại trở thành cách xử cho tôi. Hay lắm, thế thì hôm nay tôi muốn xem ở đây ai có thể khiến sở thần tôi chết đi bằng cách này.
Sở Thần, dù anh có giả điên giả ngốc cũng vô dụng. Thức thời đi, mau quỳ xuống xin tha đi. Một phút, cho anh một phút, gửi di ngôn sao. Một phút sau, sẽ để các người biết. Dựa vào bàn tay bẩn thỉu của các người, không thể che bầu trời xanh vạn dặm của đại hạ. Sở tiên sinh đại nghĩa, Tô Vạn Cường tôi nguyện cùng chứng kiến. Sở Thần, lần đầu tiên tôi thấy anh là một người rất tốt. Anh rể, tôi ủng hộ anh. Diễn đặc sắc quá, khiến tôi cảm động quá. Bùi đại nhân, mau xử lý đám hề nhảy múa không biết sống chết này đi, nếu không thì giao dịch của chúng ta sẽ phải hủy bỏ. Được, các người muốn đi chết cùng hắn, đúng không? Thế thì tôi cho các người tọa nguyện. Bùi đại nhân, đừng động đến con trai tôi, anh hãy dẫm qua người tôi mà đi. Ông dám động đến bố tôi, anh đừng kích động, thế thì tôi cho cậu tọa nguyện. Cậu rốt cuộc là ai? Tôi là cha anh. Tôi xem hôm nay ai dám động, dám đánh trọng thần chiến bộ. Anh có ý đồ mưu phản à? Còn ngây ra đó làm gì, không mau bắt hắn lại, giết nó cho tôi. Chiến thần Chu Tước đến. Bái kiến chiến thần Chu Tước. Chiến thần Chu Tước tôn quý, rất vinh hạnh có thể ở đây gặp được cô. Sở Thần, anh làm gì vậy? Mau quỳ xuống, đây là chiến thần Chu Tước đó. Đại hạ ta đã bỏ tục ba quỳ chín vái từ lâu rồi. Tôi không muốn quỳ, có thể không quỳ không? Sở Thần, cậu dám xem thường chiến thần Chu Tước, đủ rồi, đứng lên cả đi. Sư, anh ấy nói đúng, đại hạ ta đã bỏ ba quỳ chín vái từ lâu rồi, không cần quỳ. Chuyện gì thế? Đại nhân, chuyện là thế này. Chút nữa, anh mau xin lỗi Chu Tước. Đại nhân, Chu Tước đại nhân là người chính trực, thù ghét cái ác, chắc chắn cô ấy sẽ giúp anh. Cô đang lo lắng cho tôi à? Tôi chỉ không muốn khiến mình biến thành quả phụ thôi, như vậy thanh danh không tốt. Yên tâm đi, chiến thần Chu Tước không nhằm vào tôi đâu. Đại nhân, chuyện là như vậy, chính là thằng điêu dân không biết tốt xấu này hủy hoại đại kế của chiến bộ chúng tôi. Anh, đồ phế vật vô dụng. Đại nhân, là tiểu nhân vô năng, đến một điêu dân nhỏ bé cũng không xử lý tốt, khiến cô mất mặt, tôi sẽ giết cậu ta. Đại nhân, cô có ý gì? Đến mình sai ở đâu cũng không biết, tôi hận không thể giết ngay thằng ngu như anh. Đại hạ hào hùng của ta, Thượng Quốc Thiên Triều, chiến bộ 30 triệu quân tinh nhuệ, mở rộng bờ cõi, phong vương phong tướng, lại có một thằng phế vật như anh, để lấy lòng man di nước ngoài, không tiếc hại đồng bào mình. Anh đáng tội gì? Đây thì ra là lỗi của Bùi đại nhân à? Rõ ràng là Sở Thần, tội đáng muôn chớt. Chu Tước đại nhân, cô hồ đồ rồi, các người đang nghi ngờ lời tôi à? Không dám. Đại nhân, tôi làm vậy cũng vì đảm bảo Ấm Ngọc có thể thuận lợi về đại hạ. Ấm Ngọc vốn là đồ của đại hạ ta, năm đó bị bọn họ cướp, bây giờ anh lại như một con chó cầu xin bọn họ trả lại. Ấm Ngọc này tuyệt thế vô song, giá trị không thể đo được. Tôi nghĩ dù là Vô Song Vương ở đây, anh ấy cũng đồng ý với cách làm của tôi. Nếu Vô Song Vương ở đây, anh ấy chỉ làm một chuyện, dẫn binh san bằng Tây Cảnh chiến đấu 39.000 dặm. Hay, chiến thần Chu Tước nói hay lắm, anh xen vào làm gì? Chiến thần Chu Tước nói hay còn không để người ta khen à? Chiến thần Chu Tước, cô không nhỏ nhen thế chứ? Đại nhân, ti chức biết sai, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội, cho anh thêm một cơ hội. Anh xứng sao? Truyền lệnh, chiến tướng 3 sao Bùi Thiên Hổ hôm nay cách chức lưu đày núi Lĩnh Nam. Đại nhân, cho tôi một cơ hội đi, núi Lĩnh Nam đều là nước giữ thú giữ, tôi đi một mình sẽ chết. Đại nhân, Bùi Thiên Hổ, bây giờ anh đi nhanh, có lẽ còn có thể làm bạn với Long Gia, là cậu, tất cả đều là cậu gây ra. Tôi phải khiến cậu chết. Mất mặt. Dẫn hắn đi. Đại nhân, cho tôi thêm một cơ hội đi. Đại nhân, tha cho tôi một lần đi. Các vị, là tôi không biết cách quản, khiến các vị chê cười rồi. Tôi ở đây, xin lỗi các vị. Chu Tước đại nhân, nặng lời rồi, chúng tôi không nhận nổi. Chu Tước đại nhân khách sáo rồi. Cô khách sáo rồi, khách sáo rồi. Biết sai mà sửa, là đứa trẻ ngoan. Được. Richard tiên sinh, bây giờ Ấm Ngọc vẫn ở trên người anh, thì phiền anh trả lại đại hạ bây giờ. Richard tiên sinh, bây giờ Ấm Ngọc
vẫn ở trên người anh, thì phiền anh bây giờ trả cho đại hạ. Chu Tước, dù cô là chiến thần đại hạ, ấm ngọc này cô cũng không thể cướp trắng trợn chứ. Tôi nói rồi, ông đây tâm trạng không tốt, bây giờ bình ngọc này ông đây phải bán 200 tỷ. Nếu các người không mua được thì tôi sẽ bán cho hàng xóm của các người, tôi thấy họ có thể mua. Sao lại tăng giá nữa vậy, so với bà nãy đã gấp đôi, 200 tỷ. Sợ là đến tỷ phú Tô cũng không thể một lúc lấy ra. Richard, anh đừng có làm giá. Chu Tước đại nhân bớt giận, thực ra cũng không phải không có cách khác. Anh lại muốn giở trò gì? Tôi đến đại hạ tham gia thương hội, người đại hạ hạ đẳng các người, không quỳ xuống hầu hạ tôi thì thôi, lại còn để mấy tên tiện dân chống lại tôi, khiến tôi tức giận. Các người đáng bị quốc tế hạn chế, đáng đời bị bọn tôi giết cướp, một đám phế vật vô dụng. Thằng quỷ Tây này thật hống hách. Richard, có ý gì? Vừa rồi chúng còn bảo vệ anh, bây giờ anh lại sỉ nhục chúng tôi, đúng. Richard, mạo danh nhận bừa vốn là lỗi của anh. Anh muốn khiêu chiến thương hội chúng tôi sao? Đúng đó, có ý gì? Nói rõ đi. Richard, hừ, các người không phục à? Sỉ nhục tôi phải chịu, ở đại hạ các người, tôi sẽ dùng nắm đấm của tôi trả lại từng chút. Muốn ấm ngọc cũng được. Lên sân khấu đánh thắng tôi, ấm ngọc thuộc về các người. Nhưng nếu thua... thua một lần, giá ấm ngọc sẽ tăng gấp đôi một lần. Đồng thời cái bảng này, tôi sẽ treo ở nghĩa trang liệt sĩ các người, để liệt tổ liệt tông của các người xem. Đại hạ các người vẫn là một đám phế vật. Ý gì hả? Ý gì? Ý gì? Anh có ý gì? Nói đi. Richard, thế để tôi khiêu chiến anh. Tôi không đánh phụ nữ, cho nên tôi muốn thách đấu cánh đàn ông ở đây, đặc biệt là cậu ta, có dám lên đây đấu không? Đồ phế vật. Richard, tôi tặng anh một câu, người cao còn có người cao, trời rộng còn có trời rộng hơn. Đại hạ tôi ngọa hổ tàng long, không phải nơi anh huênh hoang. Nếu anh có lòng tin khiêu chiến quần hùng ở đây thì tôi cảm ơn trước. Richard tiên sinh, rộng lượng trả lại ấm ngọc quốc bảo. Richard tiên sinh là cao thủ Tây Cảnh, là đệ tử của bậc thầy Tây Cảnh, một đấm của anh có thể đánh cả đám các người. Này sở thần, vừa nãy anh không phải muốn ra tay sao? Đấy, Richard tiên sinh, cho anh cơ hội này, còn không mau. Cảm ơn Richard tiên sinh, cho anh cơ hội đầu thai. Hắn đã trèo lên cổ cô rồi, mà cô còn nói thay cho hắn. Thế giới này, kẻ thắng làm vua. Ai bảo đại hạ không bằng Tây Cảnh? Chiến sĩ đại hạ ta hy sinh xương máu ở biên cương, sao lại nuôi ra loại sâu mọt không biết liêm sỉ như cô? Ôi chà, sở thần, đừng có trói buộc đạo đức nữa. Ông đây cũng đâu, cầu đám lính đó bảo vệ ông, đợi ông gom đủ tiền, việc đầu tiên chính là ra nước ngoài. Sao nào, các người chỉ biết nói miệng thôi à? Không ai dám ra thách đấu tôi à? Ha ha ha, một đám yếu hèn. Thằng nước ngoài, ông đây hôm nay phải đánh cho mày gọi bố. Bây giờ giá ấm ngọc 400 tỷ. Một thằng phế vật, còn ai? Hắc hổ, lên đi. Vâng. Đây. Bây giờ giá ấm ngọc 800 tỷ. Thằng quỷ Tây này sao mạnh thế? Richard là đệ tử của bậc thầy Tây Cảnh, được cho rằng là người có hy vọng trở thành võ đạo tông sư nhất lớp trẻ. Xếp thẩm, lần này chúng ta phải làm sao? Mọi người đừng hoảng, đại hạ không đến lượt. Người Tây Cảnh ngang ngược, lúc nên ra tay tự có người ra tay. Cái đám người đại hạ thân tàn thể nhược các người, sau hôm nay tôi phải để cả thế giới biết các người vẫn là một đám bùn nhão không làm được gì. Cho các người một cơ hội, các người cùng lên đi. Bây giờ giá ấm ngọc 1.600 tỷ. 1.600 tỷ, giá trên trời thế này, chẳng lẽ đại hạ ta thật sự không lấy lại được ấm ngọc này à?
1.600 tỷ, dù tất cả mọi người cộng lại cũng không có nhiều tiền như thế. Tiểu thần mau quay lại, con điên rồi à, bố. Có những chuyện có thể đợi, có thể nhịn, nhưng có chuyện không được nhịn. Cậu lên làm gì? Chuyện này đều là do cậu gây ra. Còn dám lên làm mất mặt, cút xuống đây, còn thua, thua nữa, thì giá lên 3.200 tỷ, cậu có biết số tiền đó lớn đến mức nào không? Cút xuống đây, cút xuống đây, cút xuống đây. Các vị, sở thần tôi đảm bảo với mọi người, ấm ngọc này, tôi phải lấy về. Một thằng phế vật, anh lấy gì đảm bảo lấy cái đầu của tôi? Xếp thẩm, thằng chồng vô dụng của cô, muốn chết. Thế thì tôi không nhẹ tay đâu. Chính thức giới thiệu với anh, đây là chồng tôi sở thần, từng làm lính, từng đánh quỷ Tây. Thì ra là một thằng không biết sống chết. Hôm nay tôi sẽ tiễn cậu đi gặp Diêm Vương đại hạ, tôi là nơi lễ nghĩa. Năm đó mà gì các người dùng sức toàn quốc để xâm phạm đại hạ tôi, sau khi binh bại, đại hạ tôi như nghĩa tha cho các người một con đường sống, không ngờ các người lại dám ôm lòng xấu xa. Hay lắm, thế thì tôi chỉ có nói cho anh một câu, kẻ phạm đại hạ tôi sẽ bị giết hết. Hay, đồ sâu bọ đại hạ, hôm nay tôi phải đánh thắng tất cả các người, để cả thế giới biết đại hạ các người chính là một quốc gia phế vật. Hay, 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 hay. Chuyện gì thế này, tốc độ của cậu sao có thể nhanh như vậy? Thằng phế vật này, sao làm được thế? Anh, đánh chết thằng nước ngoài này. Sở tiên sinh, xử hắn đi. Đánh chết hắn đi. Đánh chết hắn. Thằng đại hạ đáng chết này, tôi phải khiến cậu chết. Cho tôi. Đánh không được lại lấy vũ khí, đúng là mất mặt. Tiểu thần, cẩn thận đó tiểu thần. Anh tưởng lấy một con dao là đánh thắng tôi được à? Tôi là đệ tử của bậc thầy Tây Cảnh. Sư phụ tôi là đệ nhất kiếm thuật Tây Cảnh. Hôm nay, tôi sẽ dùng cây kiếm này băm cậu thành trăm mảnh. Đến đây, đi chết đi. Hay hay. Anh thua rồi, ấm ngọc trả về cho chúng tôi. Ấm ngọc dù vỡ cũng không cho cậu. Anh giỏi quá đi, ấm ngọc này suýt nữa bị hắn đập vỡ rồi. Ai bảo thằng nước ngoài này sỉ nhục chúng ta, còn không mau quỳ xuống xin lỗi chúng tôi. Vợ ơi, anh biểu hiện tốt chứ? Cũng được. Hay, tôi thừa nhận cậu đánh giỏi, nhưng cậu có biết đắc tội Richard tiên sinh có hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Tiêu rồi, tiêu rồi. Lần này đã đắc tội Richard tiên sinh, nếu muốn hợp tác với gia tộc Richard thì khó rồi. Thằng phế vật này làm việc không biết nghĩ, cứ đợi gia tộc Richard trả thù đi. Thằng nước ngoài này đã cưỡi lên đầu các người ẻ cướp rồi, các người còn muốn la liếm hắn. Quốc cách các người đúng là hạ tiện. Sở thần, còn không mau buông cái chân thối của anh ra. Richard tiên sinh là quý tộc Tây Cảnh, dù đánh võ thua cũng nên hưởng đãi ngộ của người thắng. Nói như cô, có phải tôi nên quỳ xuống dập đầu tạ tội với hắn không? Đúng vậy, người hạ tiện như anh nên dập đầu xin lỗi. Cô, xếp thẩm, tại sao cô đánh tôi? Đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Nếu cô còn dám sủa, tôi để nhà họ Vương tan thành mây khói. Không ngờ vợ mình bá khí thế. Người phụ nữ thế này mới xứng với mình. Anh Ngô, anh xem, người phụ nữ này đến bây giờ vẫn bảo vệ thằng phế vật kia đắc tội Richard tiên sinh. Thẩm như băng cũng không nhảy nhót được bao nhiêu ngày. Chúng ta cứ ngồi xem trò cười đi. Sở thần, Richard dù sao cũng là người Tây vực, chuyện làm lớn không dễ xử lý. Nếu ấm ngọc đã đến tay thì anh giữ chừng mực. Được rồi, hôm nay tôi không giết anh, còn không mau cảm ơn vợ tôi. Các người đợi đó cho tôi, 3 ngày sau chính là tiệc phong vương của Vô Song Vương, tôi sẽ đại diện Tây Cảnh đến dự. Đến lúc đó tôi sẽ ở trước mặt Vô Song Vương tố cáo hành vi bạo lực của các người. Muốn chết à? Còn dám sủa.
Richard tiên sinh. Anh không sao chứ? Cậu, nếu anh còn muốn sống, từ chỗ nào, cút về chỗ đó đi. 3 ngày sau, nếu tôi còn nhìn thấy anh ở đại hạ, tôi sẽ khiến anh chết không toàn thây. 3 ngày sau sợ rằng kẻ chết là anh đó. Dám giành người phụ nữ của Vô Song Vương, anh chán sống rồi. Đồ phế vật. Nếu không phải Thẩm Như Băng bao che cậu, hôm nay bọn tôi không thể động vào cậu, thì đợi Thẩm Như Băng đá cậu, chúng tôi sẽ nghiền chết cậu. Sao các người biết tôi là phế vật nhỡ? Tôi là Vô Song Vương thì sao? Vô Song Vương chính công hiển hách, công lao vang đời đời. Một thằng giao hàng như anh, sách dép cũng không xứng. 3 ngày sau, tôi sẽ thỉnh cầu Vô Song Vương để tôi tận tay băm vằm tên phế vật như cậu. Xếp Tô, anh trai tôi thật sự là Vô Song Vương à? Cô bé, anh cô, sao có thể là Vô Song Vương? Vô Song Vương đó, Ngọc Thụ Lâm Phong, một cánh nhân tài, có chiến công hiển hách, nhân tài kinh thiên động địa, khiến ngàn vạn thiếu nữ đại hạ ta mê mẩn. Tôi chỉ là nghe nói sinh lễ của Vô Song Vương bị người ta mạo danh nhận bừa, nên đến xử lý cái thằng không biết sống trước kia. Chỉ thế thôi. Tôi suýt nữa còn tưởng cậu ta thật sự là Vô Song Vương chứ. Không ngờ chỉ là một thằng ăn may. Thằng nhãi này không có chống lưng, sợ là 3 ngày sau chết chắc. Vương thượng, vừa nãy cậu tại sao không cho tôi tiết lộ thân phận của cậu? Thân phận của tôi khá đặc thù, 3 ngày sau tôi sẽ đích thân công bố. Hơn nữa, tôi cũng muốn kiểm tra người vợ này của tôi, xem cô ấy có thích hợp làm Vô Song Vương phi không. Vừa nãy tỷ phú Tô nói gì với anh thế? Cái đó, không có gì. Ông ấy khen anh phong lưu tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm. Dừng lái xe, đưa tôi về nhà. Đi thôi. Nhìn cái gì? Còn nhìn cẩn thận tôi móc mắt anh. Vợ ơi, thắt dây an toàn đi. Như Băng em sao vậy? Như Băng, Như Băng, Như Băng em sao thế? Sở thần đáng chết, anh dám nhân cơ hội lợi dụng tôi. Sự trong sạch của bà đây. Tôi liều với anh. Này này này, anh thả tôi ra. Em nói xem, giữa trưa em phát điên gì vậy? Ôi ôi ôi, đau. Thanh Thanh, không phải em tuổi chó hà, sao em cắn anh? Em xem Thanh Thanh, tối qua tên cầm thú này. Xếp Thẩm, tối qua nếu không có anh rể, chắc là mạng nhỏ của chị đã. Tối qua cô cũng có mặt à? Thế tại sao cô không ngăn cản anh ta? Tối qua nếu không có anh rể, Xếp Thẩm, tối qua chị bị bệnh tim, là anh rể kịp thời cấp cứu để cứu được chị đó. Anh ấy còn biết chữa bệnh, còn là bệnh tim. Em có thể gọi anh là thần y sở. Thế quần áo của tôi làm sao thay? Dĩ nhiên là em. Đó, em còn giặt cho chị rồi. Ôi trời, tôi nói người phụ nữ nào đó, đúng là lấy ơn báo oán. Em xem, cắn anh thế này. Em xem này, em xem dấu răng này. Ở cái này. Được rồi, anh rộng lượng không chấp. Ăn cơm đi. Đi thôi. Thử đi, nhìn cũng ngon phết. Sao, có ngon không? Ừm, cũng bình thường thôi. So với đầu bếp ở khách sạn thì kém hơn nhiều. Những món này của anh, năm đó công chúa nước Anh xin anh làm cho họ, anh cũng không làm. Em còn
chê bình thường. Cái gì? Sao lại như thế? Cái gì? Sao lại như thế? Sao thế sếp Thẩm? Bên công ty nói 500 triệu nguyên liệu nhập từ nước ngoài bị người của báo ca giữ lại rồi, nếu không lấy ra được sẽ dẫn đến kéo dài việc làm sản phẩm. Cái này chẳng phải chúng ta sẽ phải đền 2 tỷ tiền vi phạm hợp đồng à? Này, ăn cơm đã, bây giờ em còn có tâm trạng ăn cơm sao? Thế này, chúng ta cược, nếu anh giúp em giải quyết vấn đề nguyên liệu, em sẽ cùng anh đi gặp bố mẹ. Anh chỉ là đánh được một Richard đã ảo tưởng thế này. Báo ca là kẻ nắm giữ thế giới ngầm Nam Giang, đến em còn không giải quyết được. Anh nói anh làm được, dĩ nhiên anh có cách của riêng mình, dù sao thì em đi cũng không giải quyết được vấn đề, chi bằng để anh đi làm con tốt, em nói phải không? Được, thế thì em đồng ý với anh, nếu anh có thể giúp em giải quyết, em sẽ sắp xếp cho anh một chức vị ở công ty, để anh cả đời không lo ăn mặc, thế nào? Được, em cứ đợi mà xem. Nào, ăn cơm đã. Này, anh chú ý an toàn. Được. Nổ. Gọi lão đại các người ra đây, tôi muốn bàn với anh ta về chuyện một lô nguyên liệu nước ngoài. Ố, mỹ nữ muốn tìm báo ca của chúng tôi, trông cũng ngon phết. Ha ha, anh làm gì đấy? Người muốn tìm báo ca nhiều lắm, trừ phi em cho anh sờ một lúc, anh sẽ mở cửa sau cho em. Thế nào, muốn chết? Dẫn tôi đi gặp lão đại các người. Được, bây giờ tôi dẫn cô đi. Non mềm ngon ấy. Này, ngày nào cũng muốn chúc rượu anh, ngày càng hiểu chuyện đấy. Báo ca, báo ca, người phụ nữ này đến gây phiền phức đó. Báo ca, lui đi. Đây không phải sếp Tống của Quốc tế Hồng Nhan sao? Sao hôm nay có hứng thú đến địa bàn của tôi? Báo ca, nghe nói anh đã tịch thu một đợt nguyên liệu của nhà họ Thẩm, đúng không? Ha ha ha, là vì chuyện này à? Nhưng tôi nhớ hình như cô là đối đầu với con nhỏ họ Thẩm đó mà. Sao vậy, muốn giúp cô ta à? Chính vì như vậy cho nên tôi cần đợt nguyên liệu này, để đảm bảo cô ta không thể lấy lại từ chỗ anh. Đến lúc đó cô ta sẽ phải bồi thường 2 tỷ tiền vi phạm hợp đồng. Tôi cho anh 600 triệu, anh đưa nguyên liệu cho tôi. Thế nào? Ha ha ha, đúng là sếp Tống có thủ đoạn ghê. Nhưng tôi không thiếu tiền, tôi thiếu mỹ nữ cực phẩm. Thả tôi ra. Thơm, thả tôi ra, có cực phẩm mỹ nữ chủ động đưa đến cửa thì sao tôi có thể không thử mùi vị của đệ nhất mỹ nữ Nam Giang chứ? Ha ha ha, mấy đứa quay lại cho anh. Được, hôm nay ông đây phải giáo huấn cô ta. Ai? Thằng bên đó. Là anh giành nguyên liệu của vợ tôi đúng không? Anh muốn chết à? Thằng nhãi.
Mày là ai? Anh đã cướp nguyên liệu của vợ tôi. Tôi khuyên anh lập tức trả lại cho tôi. Vợ mày là Thẩm Như Băng, đúng? Thẩm Như Băng. Từ khi nào cô ta nuôi trai vậy? Dù là Thẩm Như Băng đích thân đến cũng phải khách sáo, khép nép xin tôi, giơ cao đánh khẽ. Mày là cái thá gì? Dạy tao làm việc à? Mấy thằng, đánh gãy chân nó. Cũng là cao thủ đấy. Mày đánh giỏi thì sao? Chỗ tao có mấy trăm anh em, đến lúc đó mỗi người một đao, có thể băm mày thành tương. Biết không? Người đâu? Vào hết đây. Người đâu? Vào đây hết cho tôi. Đừng hết nữa báo ca. Người của anh bị tôi xử hết rồi. Không thể nào. Chỗ tao hơn 500 anh em đó. Bên đó anh giấu 30 người bị tôi cắt một chân rồi. Bên đó 50 người đã cắt tay phải. Còn nữa? Bên đó. Bên đó. À đúng, còn bên đó nữa. Tổng cộng 503 người. Tôi nói đúng chứ? Tao nói cho mày biết, mày đừng tưởng mày đánh được là giỏi lắm. Có biết chỗ dựa của tao là ai không? Chỗ dựa của tao là tỷ phú Nam Giang Tô Vạn Cường. Sếp Tô, địa bàn của chúng ta có người chạy đến gây chuyện, phiền anh đến một chuyến. Sếp Thẩm. Không, không hay rồi. Sao thế? Chuyện gì mà hoảng hốt thế? Là Sở Thần, anh ấy một mình đơn thương độc mã đánh vào địa bàn của báo ca. Đồ ngốc này, thuộc hạ của báo ca có 500 anh em, còn là trực thuộc Tô Vạn Cường. Anh ấy không muốn sống nữa à? Sếp Thẩm, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi cho cô 100 triệu, cô triệu tập tất cả cao thủ võ đạo Nam Giang cùng tôi đi cứu anh ấy. Được. Sếp Tô, địa bàn của chúng ta có người chạy đến gây chuyện, phiền anh đến một chuyến. Soái ca, Tô Vạn Cường không phải người chúng ta chọc vào được. Anh mau đi đi. Không sao, đợi Tô Vạn Cường đến. Người chết là hắn? Là tao á? Mày đang nói linh tinh gì thế? Sếp Tô là chỗ dựa của tao. Sếp Tô, cuối cùng anh cũng đến rồi. Chính là hai đứa không biết tốt xấu này chạy đến địa bàn của chúng ta ngang ngược. Tôi muốn xem ai dám động vào người của Tô Vạn Cường tôi. Sếp Tô, thực ra chuyện này Tống Hồng Nhan, ông đã cho cô cơ hội, bây giờ biết giải thích rồi à? Muộn rồi, cô xong đời rồi. Hê hê. Còn thằng nhãi này nữa, tao hôm nay nhất định phải nghiền chết mày. Sếp Tô, tại sao lại đánh tôi? Ngây ra đó làm gì? Mau xin lỗi Sở tiên sinh. Hắn á? Hắn chính là thằng phế và Thẩm Như Băng nuôi. Sao tôi lại nuôi một thằng ngu có mắt không chồng như cậu chứ? Nếu hôm nay cậu không thể khiến Sở tiên sinh hài lòng, tôi khiến cậu bốc hơi khỏi nhân gian. Được, tôi nhất định khiến Sở tiên sinh hài lòng. Sở tiên sinh, là tại hạ không quản giáo tốt thuộc hạ. Cái này là chìa khóa của Sơn Trang Vân Đỉnh, xin cậu nhận lấy. Vậy tôi cáo lui trước. Cáo lui. Sở tiên sinh, anh thấy tôi và Thẩm Như Băng ai đẹp hơn? Cái đó sếp Thẩm, chị có chắc muốn xông vào không? Nếu vào thật, chúng ta và báo ca sẽ hoàn toàn trở mặt. Không thì sao? Nếu Sở Thần xảy ra chuyện gì, lương tâm tôi không yên được. Đi theo tôi nào. Sở tiên sinh, sức thế này được chưa? Ừm. Ơ còn tôi thì sao? Tôi thì sao? Cậu dùng sức một chút. Sao anh ấy lại cùng Tống Hồng Nhan ở cùng nhau? Vợ ơi, em đến rồi à? Cận bá. À vợ ơi, vợ nghe anh nói. Không phải như em nghĩ, anh và cô ta không có. Anh muốn ở cùng ai thì ở cùng người đó, không liên quan đến tôi. Này, uổng cho tôi còn 14 đại cao thủ đến cứu anh. Sở Thần tên khốn khiếp. Thẩm Như Băng, chồng cô không tồi đó. Rốt cuộc hai người đã làm gì? Bọn tôi làm nhiều thứ lắm rồi. Nếu cô muốn biết
thì lấy 500 triệu nguyên liệu để đổi. Tôi thèm vào biết. Vợ ơi, em đừng tin cô ta. Anh và cô ta không xảy ra chuyện gì hết. Thật đó, em tin anh. Ơi chị dâu, trước đây tôi không biết. Cô là người của Sở tiên sinh, chuyện trước đây, có đắc tội, xin lỗi. Ai là chị dâu của anh? Tôi và anh ta không có quan hệ gì. Chị dâu ơi, cái này, đây là hóa đơn hàng tịch thu của cô. Ba báo tôi đảm bảo, đồ trong này không thiếu cái nào. Ngoài ra, coi như bồi thường, tôi đầu tư cho tập đoàn Thẩm Thị. 1 tỷ. 1 tỷ. Báo ca nắm giữ thế giới ngầm Nam Giang. Anh ta khách sáo với mình như vậy, chẳng lẽ là vì... Nói đi, chuyện gì? Sở tiên sinh là người anh em tôi vừa gặp mà như quen đã lâu. Ha ha ha. Sau này Sở tiên sinh là đại ca của tôi, chuyện của anh ấy là chuyện của A báo tôi. Vừa gặp mà như quen đã lâu, đơn giản thế thôi hả? Chồng của em, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Xem ra là em xem nhẹ năng lực đàm phán của anh rồi. Cô cười cái gì? Không có gì. Tôi cười cô. Thật ngốc, thật ngây thơ. Đây là chuyện nhà tôi, liên quan quái gì đến quản cô? Tốt chuyện của mình đi. Nếu chuyện nguyên liệu đã giải quyết rồi thì từ hôm nay anh chính là chủ quản bộ phận của tập đoàn Thẩm Thị. Vậy vợ ơi, có phải em ngày mai có thể cùng anh về nhà gặp phụ huynh không? Ngày mai không rảnh. Đợi em rảnh đã. Không phải, Sở tiên sinh giải quyết một phiền phức lớn cho Thẩm Thị như vậy mà cô để anh ấy làm một chủ quản bộ phận thôi à? Bàn tính như ý này, tính tốt thật. Hay là anh đến công ty tôi cho anh làm phó tổng tài. Anh muốn gì, tôi cũng cho anh. Anh muốn bản thân tôi, cũng được. Đồ hồ ly tinh, tránh xa chồng tôi ra. Từ hôm nay, anh chính là phó tổng tài tập đoàn Thẩm Thị. Hơn nữa, tuần này em về nhà cùng anh. Ôi ra, sếp Thẩm, vì một người đàn ông mà nổi lòng ghen tị đó hả? Con tiện nhân như cô, trước đây giành dự án của tôi, bây giờ giành đàn ông của tôi. Tôi cảnh cáo cô, đừng không biết chừng mực. Ôi trời, hổ cái giận rồi. Tôi sợ quá. Sở tiên sinh, thế tôi đi trước nhé, sau này thường liên lạc nhé. Cô. Không phải. Ngày mai, nhà họ Thẩm tổ chức một tiệc tối từ thiện, anh đi cùng tôi. Cái đó. Ngày mai bạn học anh kết hôn. Thế này đi vợ, ngày mai em cùng anh đi tham gia lễ kết hôn của bạn học anh trước, sau đó anh sẽ cùng em tham gia tiệc tối từ thiện. Em thấy sao? Thế cứ quyết vậy nhé. Không ngờ là nơi này. Ô, đây không phải bạn học cũ sao? Chẳng lẽ cậu đến để giao hàng à? Tôi đến tham gia hôn lễ cậu hả? Cũng xứng đến tham gia hôn lễ của Trần thiếu gia á? Tôi khuyên cậu mau rời khỏi đây đi, đừng tự rước nhục. Cậu có ý gì? Lần này Trần thiếu gia mời không ít đại lão đến tham gia hôn lễ của cậu ấy, tài sản ít nhất cũng 5 triệu. Một thằng giao hàng nghèo như cậu nếu xuất hiện ở hôn lễ của Trần thiếu gia, đây chẳng phải là làm mất mặt bạn học cũ sao? Sếp Cao, chúng ta đừng phí thời gian với thằng nghèo này, anh mau dẫn em vào gặp Trần thiếu gia đi. Cưng à, đừng vội, anh sẽ dẫn em đi. Nể mặt chúng ta từng là bạn học, tiền này coi như ông đây thưởng cậu. Tìm một nơi không người mà ở đi, đừng ở đây làm mất mặt. Cao Nguyên, có tiền là ghê lắm à? Này, có tiền thì làm gì cũng được, không phục à? Một thằng nghèo như cậu có thể làm gì tôi? Được, vậy cậu đợi đó. Sếp Cao, thằng nghèo này không lẽ nói với bảo vệ cho anh ta vào đó chứ? Sơn Trang Vân Đỉnh là Sơn Trang nghỉ dưỡng chuẩn bị cho người quyền quý đẳng cấp, loại nghèo như cậu ta không có tư cách vào. Anh thấy, chút nữa bảo vệ sẽ đuổi cậu ta ra. Cái gì? Sao anh lại thả thằng nghèo vào đó? Trong Sở tiên sinh là ông chủ chúng tôi, cậu ta á? Cậu ta chỉ là một thằng giao hàng nghèo. Anh điên à? Dám sỉ nhục ông chủ tôi, muốn chết? Đợi đã. Vâng, hai người này đừng để họ vào. Vâng, đây là Trần thiếu gia mời tôi đến. Ông chủ tôi nói không cho các người vào. Hay lắm, Sở thần, hôm nay là hôn lễ của Triệu nha, cậu phải để tôi mất mặt thế à? Xin lỗi, có tiền thì làm gì cũng được. Ấy, sao anh Sở lại ở đây? Anh đi chuẩn bị ít đồ cho tôi. Vâng. Anh Sở,
anh không thoát được lòng bàn tay của tôi đâu. Ấy, thầy Tống, lâu rồi không gặp. Thầy Tống, Sở Thần, hôm nay có mấy nhân vật lớn tới, đi, tôi giới thiệu với cậu. Sao cô lại gọi tên ăn hại này tới đây? Vương Tiểu Thư, các cô biết nhau à? Anh ta chỉ là tên giao hàng, thời gian trước từng xem mắt với tôi, không có học vấn, cũng chẳng có thu nhập, thứ đỗ khỉ nghèo, không nhà không xe. Sở Thần, hiện giờ cậu đang làm shipper thật à? Ừm, không ngờ hồi đó Sở Thần đứng đầu lớp chúng ta lại trở thành shipper. Thành tích tốt có tác dụng gì? Trong nhà không quyền không thế, đã định sẵn cả đời ở tầng đáy. Tôi nói này Sở Thần, hôm nay có thể được Trần thiếu gia mới tới đám cưới, có ai không phải nhân vật có máu mặt? Cậu la liếm kiểu gì tới tận đây thế? Người ngoài như anh còn có thể tới, sao tôi không thể tới? Còn nữa, bớt dùng mắt chó coi thường người khác. Cậu nói ai là người ngoài? Chú rể là em họ tôi. Tôi là người ngoài được à? Tôi thấy trong mắt cậu vẫn còn người thầy này. Tôi nói một câu thế này, tôi biết lúc đi học cậu từng theo đuổi Triệu Nhã ấy. Hôm nay là ngày vui của em ấy, nếu cậu muốn gây chuyện lập tức rời đi đi. Không phải, thầy Tống ấy, thầy Tống, cậu ta tới để cướp dâu đó. Cậu cũng không nhìn xem bản thân có bản lĩnh gì. Xin các vị giữ yên lặng. Tiếp theo, chúng ta mời cô dâu chú rể vào hội trường. Triệu Nhã, tân hôn vui vẻ. Tôi đã tặng quà xong rồi, vậy tôi đi trước đây. Ấy, đừng vội đi chứ. Bà xã, cậu ta là ai thế? Giới thiệu với mọi người đi. Xin giới thiệu với mọi người, vị này là bạn cùng bàn cấp 3 của tôi, Sở Thần. Từ năm lớp 10, cậu ta đã bắt đầu theo đuổi tôi, trồng cây si với tôi. Cậu ta giống như con chó ngoan vậy, dính lấy tôi đúng 3 năm. Sau này, tôi thi lên đại học, mà tên ăn hại này, gia đình nghèo khó, đến tiền đi học đại học cũng không có. Không phải, chị người nhà. Anh em, tôi phải cảm ơn cậu. Cậu xem, cậu chăm sóc bà xã tôi từng ly từng tí, không cần báo đáp 3 năm. Tôi cảm ơn cậu. Triệu Nhã, sự việc thế nào? Chắc cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai nhỉ. Triệu Nhã, năm đó rõ ràng là cậu theo đuổi Sở Thần, vì sao hiện giờ ăn nói linh tinh, thiên nga trắng như tôi sao có thể để ý tới con cóc bẻ như cậu ta? Thiên nga trắng, tôi thấy cũng chỉ có vậy thôi. Cậu, thầy Tống, chuyện năm đó thầy biết rõ mà. Tôi nói một câu, năm đó đúng là Sở Thần quấn lấy Triệu Nhã. Sau đó, tuổi nhỏ học gì không học, lại học yêu sớm, gỗ mục không thể đẽo. Hay, đặc sắc, mồm miệng các người đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt. Tôi nói này Sở Thần, cậu đừng ở đây làm trò hề nữa đi, mau cút đi. Đúng thế, không khí đám cưới này bị tên ăn hại nhà anh phá hỏng hết rồi, còn không mau cút đi, cút ra ngoài. Nghe nói anh Sở ở đây, tôi đây đặc biệt tới để gặp anh Sở. Tặng quà cho anh Sở. Tống Hồng Nhan, sao cô lại tới đây? Quốc tế Hồng Nhan tặng cho anh Sở 3 căn biệt thự trị giá chục triệu, 3 chiếc xe Lamborghini, một đôi nhẫn trần ái một đời. Ông xã, em cũng muốn đôi nhẫn đó. Muốn gì mà muốn, em biết đôi nhẫn đó bao nhiêu tiền không? 300 triệu đấy. Nếu quy giá tới vậy, vậy sao cô ta lại tặng cho tên ăn hại Sở Thần? Tống Hồng Nhan, sao cô tới đây? Không phải em tới báo đáp ơn cứu mạng của anh sao? Anh Sở, đôi nhẫn này độc nhất vô nhị trên thế giới, nghe nói người đeo nó có thể mãi mãi bên nhau. Anh xem, em đã đeo lên rồi. Hay anh cũng thể hiện đi. Không phải, tôi đã có vợ rồi. Thế này không tốt lắm nhỉ, đeo nó. Em và Quốc tế Hồng Nhan đều là của anh. Cái gì? Sếp Tống đang cầu hôn Sở Thần. Lẽ nào Sở Thần là người đã lập gia đình? Không thể nào. Sếp Tống, chắc chắn cô nhầm rồi. Sở Thần này, cậu ta chỉ là tên ăn hại chẳng được việc cô gì. Cô đừng còn dám ăn nói ngông cuồng, tôi sẽ ném cô xuống sông cho cá ăn. Anh Sở, anh xem em đã chủ động thế này rồi, anh cho em cơ hội đi mà. Đừng, tôi có vợ rồi. Khốn kiếp, tránh xa Sở Thần ra cho tôi. Ấy, chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm Như Băng, cô ấy lại cũng tới đây. Chào phó chủ tịch. Cậu là phó chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị?
phó chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị. Gia sản chục tỷ, cho dù là Trần thiếu gia cũng không có nhiều tài sản tới vậy. Quốc tế Hồng Nhan lại càng lợi hại. Sếp Tống lại đích thân tặng quà cho Sở Thần, chỗ quà này giá trị 100 triệu. Thẩm Như Băng này không phải đã nhận sính lễ của Vô Song Vương rồi sao? Sao vẫn giúp tên ăn hại này, còn cả sếp Tống này? Nhìn bộ dáng của cô ta, hình như đang giành Sở Thần với Thẩm Như Băng. Tên ăn hại này, hai mỹ nhân tuyệt thế đều bênh vực hắn. Tỷ, Tống Hồng Nhan, cô có ý gì? Sở Thần, có ơn cứu mạng với tôi, đương nhiên là tôi tới báo ân rồi. Sở Thần là người của tập đoàn Thẩm Thị, cô nên hỏi tôi trước. Huống hồ, trên danh nghĩa anh ấy còn là chồng tôi, nếu đã là chồng trên danh nghĩa của cô, đương nhiên là hữu danh vô thực. Tôi chắc chắn có cơ hội nhỉ? Tôi khuyên cô tốt nhất đừng như vậy. Huống hồ, thứ tôi cho được, cô không cho được. Thứ cô cho được, tôi đều cho được. Tôi có thể ngủ với anh ấy, cô có thể không? Tôi... Trời ơi, hai chủ tịch xinh đẹp lại vì Sở Thần tranh giành với nhau. Sở Thần, rốt cuộc cậu ta có thân phận gì? Anh Sở, đây là chìa khóa nhà em, nếu nhớ em thì tới tìm em. Chuyện đó, bà xã, đây là cô ta đưa anh. Không phải, chìa khóa này tôi giữ cho anh trước, đừng quên buổi tiệc từ thiện tối nay. Ai? Không phải, bà xã. Sở Thần, cậu đã làm tới phó chủ tịch rồi à? Thật ra tôi vẫn thích cậu. Triệu Nhã, cô, Sở Thần, cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu, được không? Xin lỗi, vợ tôi xuất sắc hơn cậu 100 lần. Ha ha ha, Sở Thần, thằng bé này khiêm tốn quá. Em xem, nếu vừa rồi em nói với mọi người em quen hai sếp tổng đó, cũng không đến mức hiểu nhầm thế này. Thầy xin lỗi em, vừa rồi các người nói tôi không xứng ở đây, giờ lại muốn bợ đi tôi, cần gì phải vậy em? Sở Thần, hôm nay không nên gọi cậu tới, để cậu chịu ấm ức. Xin lỗi cậu, không sao. Cô đừng để bị anh ta lừa, anh ta chỉ là tên chó chui gầm chạn, một tên ăn hại bám váy phụ nữ. Ai? Sở Thần, tôi bái phục cậu thật. Sao cậu làm được vậy? Đầu tiên lừa được sếp Thẩm, lại quyến rũ được cả sếp Thẩm. Vì tôi đẹp trai. Cậu, cậu đừng có huênh hoang, đợi hai người họ chơi chán với cậu rồi, cậu vẫn là tên khố rách áo ôm. Đúng thế, tiệc phong vương sắp bắt đầu. Đến lúc đó, Vô Song Vương giáng lâm Nam Giang, anh lại dám quyến rũ người phụ nữ của vương thượng. Đợi chịu lửa hận tình thù đi. Ui trời trời, một đám su nịnh bỡ đít. Ông xã, thật ra vừa rồi em chỉ trêu Sở Thần thôi. Em vẫn thích anh, cút. Thằng danh, đợi mày không còn chỗ dựa, tao sẽ giết chết mày. Các bạn học, xin lỗi nhé, đám cưới của tôi bị tên khốn này phá rối. Nhưng không sao, mọi người cũng đã tới rồi, tôi để mọi người cùng khu VIP trí tôn của Sơn Trang Vân Đỉnh giao chơi nhé, thế nào? Khu VIP trí tôn, nơi đó phải là người có tài sản chục tỷ mới có tư cách vào. Trần thiếu gia có thể đưa chúng tôi vào, đó là đương nhiên, bố tôi là người phụ trách của Sơn Trang Vân Đỉnh. Không ngờ đấy, bố của Trần thiếu gia lại là người phụ trách của Sơn Trang Vân Đỉnh. Tôi nghe nói Sơn Trang Vân Đỉnh này lợi nhuận một năm đạt tới chục tỷ, thu nhập của người phụ trách phải tới cả chục triệu. Ấy, cậu bạn này, chục triệu gì chứ, chỉ chục triệu, nhà họ Triệu chúng tôi không hề coi ra gì. Bố tôi hoa hồng một năm cũng phải 200 triệu. 200 triệu? Ai, tài sản của em họ tôi hơn tên ăn hại này nhiều. Đương nhiên, Trần thiếu gia là dựa vào tài hoa và năng lực của bản thân. Còn về Sở Thần, tôi xin nói một câu, một người đàn ông tự mình suy thoái, không chí tiến thủ, bám váy phụ nữ mà sống, cho dù cậu ta có tiền có thế cũng không xứng xuất hiện trước mặt chúng ta. Đúng, theo tôi, Sở Thần, anh lừa phụ nữ chuyên nghiệp như vậy, thôi thì đi làm trai bao luôn đi. Mọi người nói Sở Thần như vậy quá đáng quá đó. Tôi tin ai sinh ra trên đời cũng có sứ mệnh riêng. Sở Thần chỉ nhất thời sa sút, anh ta làm shipper một ngày thì cả đời đều là thứ shipper thấp kém, một đám mắt chó coi thường người khác. Làm chó của người có tiền cũng mạnh hơn thứ chó cỏ như anh. Sở Thần, tao thấy mày thế này cả đời cũng rất khó lại có cơ hội tiến vào xã hội thượng lưu. Hay thế này, mày quỳ trên đất lắc đuôi sủa hai tiếng, tao sẽ phá lệ dắt mày tới khu VIP trí tôn đi dạo, mày thấy thế nào? Mày dám đánh Trần? Sở Thần, anh, thằng danh, mày dám đánh tao, tao đánh mày thì sao? Nhanh gọi cậu tới đây xử lý hắn. Mày đợi đó, tao nói mày biết, tao gọi điện cho bố tao tính nóng như kem. Tao cho mày, alo, bố hả?
con bị người ta đánh ở đám cưới. Đúng là thứ ngu dốt không có não. Dám hống hách ở địa bàn của sếp Tô. Cho dù là Thẩm Như Băng và Tống Hồng Nhan cộng lại, cũng không giúp được anh, đợi đã. Sở Thần đánh người ở đây, không được để cậu ta đi. Đúng, không được để hắn đi. Vậy hôm nay tôi muốn xem, người phụ trách Sơn Trang Vân Đỉnh này tới, ông ta có thể làm gì được tôi. Thằng danh, mày sắp chết tới nơi rồi, còn dám ở đây ăn nói ngông cuồng. Hay thế này đi, mày, uống ly rượu này. Tao chỉ đánh gãy tứ chi mày, rồi tha cho cái mạng chó của mày, thế nào? Ai dám đánh con trai ta? Là tôi. Sếp Sở, sao, sao lại là anh? Cái gì? Bố, sao nó có thể là ông chủ nơi này được? Thằng ngu này. Sếp Tô đích thân ra thông báo, anh Sở đây, chính là ông chủ mới của Sơn Trang Vân Đỉnh này, cậu. Có phải cậu nhầm không? Hắn chỉ là tên shipper, sao có thể là ông chủ của Sơn Trang Vân Đỉnh? Mày dám chất vấn quyết định của sếp Tô? Đều tại mày, dạy hư con trai cậu thì thôi, còn hại cậu đắc tội sếp Sở, còn không quỳ xuống dập đầu xin lỗi sếp Sở. Nhanh quỳ đi. Ai? Sếp Sở. Cả mày nữa. Quỳ xuống. Sếp Sở, sếp Sở, anh nói sớm chứ. Nếu anh nói sớm, chúng tôi vô sẽ... cùng kính trọng anh mà. À, đúng rồi, Triệu Nhã, không phải anh thích cô ta à? Tôi tặng anh. Vừa rồi hình như có người nói với tôi, muốn tôi uống ly rượu vang này, mới tha cho mạng chó của tôi. Là cậu à? Tôi, bây giờ. Cậu uống ly rượu này đi, tôi tha cho mạng chó của cậu. Thế này mới vệ sinh. Tôi không muốn nói lần thứ hai. Tôi uống. Ngon. Vũ Đình, hồi cấp 3, cậu giúp tôi khắp nơi, vừa rồi còn nói giúp tôi. Thế này đi, để cảm ơn cậu. Sau này, Sơn Trang Vân Đỉnh này, do cậu phụ trách. Hả cái gì? Tôi. Sếp Sở, cô ta làm người phụ trách. Vậy tôi làm gì? Ông à, dọn nhà vệ sinh, thế nào ấy, việc này đều do con báo nhà này hại. Mày đắc tội ai không được, lại đắc tội sếp Sở. Này thì đắc tội sếp Sở. Ha ha ha. Sếp Sở, anh đã bớt giận rồi chứ? Ừm, đã bớt giận. Vậy anh xem vị trí của tôi, có phải có thể? Một đám tiểu nhân xu nịnh. Vậy thì để tôi chơi với các người. Ai, tôi nói thật vậy. Tôi chỉ có thể làm ông chủ một ngày. Một ngày sau, tôi lại thành, như các ông nói, tên shipper quen. Ai, sếp Sở, anh đùa gì thế? Không phải, tôi nói thật mà. Trước đây, tôi từng cứu Tô Vạn để cảm ơn tôi. Để tôi làm ông chủ một ngày. Cái gì mày, mày đang cáo mượn oai hùng. Ở đây lừa bọn tao à? Thằng danh, qua ngày hôm nay, tao phải giết mày. Tao phải phanh thây mày. Tôi nói mà, sao sếp Tô lại tặng dự án kiếm được tiền như vậy cho người khác? Hóa ra, cậu chỉ có thể trải nghiệm một ngày à? Sở Thần, đùa có hơi lớn rồi đấy, chẳng qua là trải nghiệm làm ông chủ một ngày, lại dám đuổi việc người phụ trách do sếp Tô bổ nhiệm. Nếu sếp Tô biết, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Hừ, bây giờ tôi sẽ gọi cho sếp Tô. Tôi khiếu nại cậu. Không cần gọi nữa. Không biết cậu Sở đại giá quang lâm, thất lễ không nghênh đón từ xa. Ai, sếp Tô, anh đã tới, tôi đang muốn báo cáo cậu ta. Cậu ta cố ý đuổi việc tôi, muốn phá hoại việc làm ăn của Sơn Trang chúng ta. Phải loại bỏ ý đồ của cậu ta. Chuyện này tôi đã biết rồi. Bắt đầu từ hôm nay, xóa bỏ chức vụ người phụ trách Sơn Trang Vân Đỉnh của Trần Vĩ. Cậu Sở, cậu có hài lòng không? Vũ Đình, cậu xem sếp Tô người ta tin tưởng cậu như vậy, cậu phải cố gắng đấy. Sở Thần, cảm ơn cậu. Ấy, xin lỗi nhé, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Tôi đi tiễn cậu Sở. Sếp Tô, chức vụ của tôi, tức chết được mà. Thằng danh này sao lại hên thế, đến sếp Tô cũng giúp hắn. Sở Thần chính là thằng ngu. Cậu ta cứ vậy lãng phí mất ân tình của sếp Tô, cậu ta không thể thành việc lớn. Ở đây này. Ô, tôi còn tưởng tối nay anh đi tìm con hồ ly tinh đó. Bà xã, dáng vẻ ghen tuông của em đáng yêu đấy. Tôi không ghen. Lúc ở riêng anh gọi linh tinh thì chút thôi. Nữa vào trong, không được gọi tôi là bà xã. Không phải. Ai,
Đi thôi, đi thôi. Sếp Thẩm, còn cả anh rể, cuối cùng hai người đã tới. Bố mẹ đều ở đây, đừng nói linh tinh, anh rể xuất sắc thế này. Tin rằng phu nhân chắc chắn sẽ thích, phải không? Đó là đương nhiên, thanh niên đẹp trai tài giỏi như tôi. Được rồi, đi thôi. Bố, mẹ, người này là Sở Thần. Chú ạ, cô ạ. Cậu chính là Sở Thần. Cậu cũng xứng với con gái tôi. Cháu cảm thấy hai người chỉ cần thật lòng yêu nhau thì có thể bên nhau. Ha ha ha, thật lòng. Thật lòng đáng giá bao nhiêu tiền? Nhà họ Thẩm chúng tôi ra sản nứt đấu đổ vách. Cậu có tư cách gì? Cô ạ, dưới tên cháu có mấy căn biệt thự, còn có mấy chiếc xe sang. Kể cả Sơn Trang Vân Đỉnh này cũng là tài sản của cháu. Anh rể, anh xuất sắc vậy. Xuất sắc cái khỉ, tôi đã điều tra tên ăn hại này rồi. Một tên shipper còn chưa tốt nghiệp đại học, thu nhập một năm không tới 100.000, dựa vào đâu lấy con gái tôi? Mẹ, sao mẹ đánh cậu ta là tên ăn hại muốn lừa tình cảm của con, ý đồ bám vào nhà họ Thẩm chúng ta. Đánh cậu ta thì sao, còn cả con. Chuyện trộm sổ hộ khẩu đi kết hôn còn chưa tính với con đâu. Bố, bố mau nói mẹ. Bố đi. Thấy mẹ con làm không sai. Bắt con, tôi không biết cậu tiếp cận con gái tôi có mục đích gì, nhưng bây giờ tôi lệnh cho cậu lập tức ly hôn với con gái tôi. Chú Thẩm nói không sai, tên ăn hại Sở Thần này chỉ biết mồm mép lừa phụ nữ. Mục đích cuối cùng của hắn chính là muốn nhờ nhà họ Thẩm một bước lên mây. Cô chú nhất định phải cẩn thận, cẩn thận gia sản bị tên lừa đảo này lấy đi mất. Sao chỗ nào cũng có hai con ruồi các người thế? Nhà họ Thẩm mỏ tiệc từ thiện, cứu giúp nạn dân ở nước ngoài. Nhà họ Ngô đương nhiên phải tơi góp mặt. Đồ tốt, nhà họ Ngô ở Nam Giang quyên góp một cỗ tượng Phật Ngọc Phỉ Thúy trị giá trụ triệu, giúp nhà họ Thẩm làm việc thiện nghĩa. Tốt tốt tốt, giám đốc Ngô có lòng, ha ha. Nhà họ Trần quyên góp 20 triệu. Nhà họ Tiền quyên góp một căn biệt thự trị giá 30 triệu. Nhà họ Hồng quyên góp 3 chiếc Rolls Royce, giúp nhà họ Thẩm làm việc thiện nghĩa. Tốt tốt tốt, tôi thay những nạn dân cảm ơn các vị. Tôi nói này, Sở Thần, chúng tôi đã quyên góp Phật Ngọc chục triệu. Anh tới tham gia tiệc từ thiện này, có phải cũng nên thể hiện chút không? Đương nhiên Sở Thần có chuẩn bị, trong này đựng châu báu trị giá 100 triệu, ngôi sao biển cả, là món đồ Sở Thần quyên góp cho tiệc từ thiện. Sếp Thẩm, tôi thấy khó hiểu. Vì sao cô phải tự bỏ tiền của mình giúp Sở Thần ra vẻ? Đúng thế, tên nghèo như anh ta, đừng nói 100 triệu, đến 1.000 tệ còn chẳng bỏ ra được. Tôi thấy, Sở Thần, còn giống nạn dân hơn cả nạn dân. Chỗ tiền này, coi như tôi quyên góp cho cậu. Thư tiện dân. Các người, vừa rồi cậu nói cậu có nhà lầu xe sang, còn là chủ của Sơn Trang Vân Đỉnh này. Vậy được, tiệc từ thiện hôm nay, tôi muốn xem cậu có thể quyên góp được bao nhiêu. Mẹ, vì sao mẹ lại muốn làm khó anh ấy? Tên ăn hại này ở rể nhà chúng ta, cũng làm mất mặt nhà họ Thẩm chúng ta. Hôm nay, tôi cũng không làm khó cậu. Nếu cậu có thể lấy ra món đồ trị giá 100.000 tệ, tôi sẽ cho phép cậu ở lại buổi tiệc. Cậu ta lấy đâu ra được 100.000 tệ? Cô Hàn, cô cũng đánh giá cậu ta cao quá rồi. Quyên góp 1 triệu, ngồi bàn số 3. Quyên góp chục triệu, ngồi bàn số 2. Quyên góp 100 triệu, ngồi bàn số 1. Chỉ 100.000. Chỉ có thể ngồi ở cửa làm con chó canh cửa, mất mặt mà thôi. Ha ha ha, mày. Được thôi, vậy các người nhìn kỹ đây cho tôi. Giấy bút nghiên mực. Thư pháp này rất có dáng vẻ rồng bay phượng múa. Chàng trai trẻ này có chút bản lĩnh đấy. Nếu anh ta có chút danh tiếng, chữ này bán cũng phải được cả triệu. Chỉ đáng tiếc, anh ta không có chống lưng. Không ngờ, anh ta viết chữ cũng rất đẹp. Sở Thần, mày được đấy. Không phải mày thật sự cho rằng mày viết mấy chữ vớ vẩn là có giá triệu tệ đấy chứ? Sai. Mà là 1 tỷ. 1 tỷ. Sở Thần, anh đừng chà xã, giá anh nói là giá thấp nhất. Thằng hề ăn nói loè thiên hạ, đuổi ra ngoài. Ấy, cô Hàn, đừng vội, cũng đã viết ra rồi. Vậy cô cho hắn một cơ hội ra vẻ đi. Đấu giá toàn cầu, cháu muốn xem có tên ngốc nào mua bức tranh chữ 100 triệu này. Không cần vậy đâu nhỉ, Sở Thần, chúng bà xã yên tâm đi. Là vàng thì ắt sẽ sáng. Tranh chữ của Sở Thần, 10 tệ. Ha ha ha, 10 tệ, mua bức tranh này về chùi mông, tôi còn thấy đắt. Thằng hề, lần này tôi muốn xem còn ai có thể giúp anh. Chúng ta về đi, yên tâm đi, để thêm lúc nữa.
ông chủ, trên mạng hình như có tranh chữ của Vô Song Vương đại hạ. Cái gì? Điều động toàn bộ vốn tập đoàn, phải lấy được tranh chữ cho tôi. Sở Thần, đã 5 phút trôi qua, sao tranh chữ của mày vẫn 10 tệ thế? Anh ta ấy à, chẳng qua tự lừa mình dối người, loài thiên hạ thôi. Đủ rồi, đuổi tên ăn hại này ra ngoài. Cái gì? Cho tôi. Có người ra giá 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ. Thật sự lên cái giá trên trời 1 tỷ, không thể nào, không thể nào, chắc chắn là sai ở đâu rồi. Alo, tôi là Sắc Ly, vương tử Đại Anh Quốc. Tranh chữ này, tôi ra giá 2 tỷ, nếu các bà bán cho người khác, tôi sẽ chặn mọi đường làm ăn của nhà họ Thẩm. 2 tỷ. Rốt cuộc cậu là ai? Cô Hàn, cháu là ai không quan trọng, điều quan trọng là các vị có mặt. Ai quyên góp nhiều hơn tôi? Hừ. Sao anh làm được thế? Này là mày tìm diễn viên. Mày hay đấy. Giám đốc Ngô, cậu nói vậy có ý gì? Cô Hàn, những người đầu giá vừa rồi đều là diễn viên cho hắn tìm tới. Nếu không tin, cô gọi điện, chắc chắn hắn không dám nghe. Xin lỗi, số bạn gọi không trong vùng phủ sóng. Cậu, mẹ, mẹ bình tĩnh thôi. Tên ăn hại này nhiều lần chơi đùa chúng ta, con bảo mẹ bình tĩnh kiểu hôm gì? Hôm nay, nếu con còn giúp cô mẹ ta, không nhận đứa con gái này nữa. Tài khoản nhận được 2 tỷ. Sở Thần, mày diễn kịch diễn tròn vai thật đấy. Chuẩn bị sẵn cả tiếng âm báo. Mày đúng là một diễn viên giỏi. Diễn viên giỏi, thằng hề làm mất mặt này. Nhanh cút xuống đây. Tài khoản nhận được 2 tỷ tệ. Giờ, tôi muốn hỏi. Quyên góp 2 tỷ, nên ngồi bàn nào? Quyên góp 2 tỷ, nên ngồi bàn nào? Thật sự là 2 tỷ, 2 tỷ thật, lẽ nào Sở Thần này có thân phận khác? Tôi thấy nhà họ Thẩm có được con rể tốt thế này, sau này sẽ càng lợi hại hơn. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể. Anh Sở là nhân tài hơn người. Chỉ 2 tỷ, chỉ có đồ ngu có mắt không tròng mới cảm thấy kinh ngạc. Sếp Tống của Quốc tế Hồng Nhan, sao cô ta lại tới tham gia tiệc từ thiện của nhà họ Thẩm? Nghe nói cô ta với Thẩm Như Băng là tử thù, xem ra tới không có ý tốt. Tống tiểu thư, tôi là tổng giám đốc của khách sạn Vân Đình. Anh Sở, lại gặp nhau rồi. Tống Hồng Nhan, cô tới làm gì? Tôi tới, đương nhiên là để tìm anh Sở. Trai giỏi keo lì, gái nào không mê. Nếu nhà họ Thẩm các cô không trân trọng người con rể này như vậy, vậy không bằng để tôi trân trọng dùm. Anh Sở, với thân phận của anh cần gì ở lại trong đầm lầy này của nhà họ Thẩm? Không bằng kết hôn với em. Từ nay về sau, mọi việc em đều theo ý anh. Anh nói gì em cũng nghe. Hồ Ly Tinh, con rể tốt của tôi, một bức tranh đã được 2 tỷ, tôi trân trọng còn không kịp. Nào có thể tới lượt con danh con như cô. Ấy, con rể tốt của mẹ, đều là lỗi của mẹ, mẹ có mắt không tròng. Bà già mặt dày. Triệu Nhật Thiên của nhà họ Triệu tới đưa quà. Một tên tiểu nhân bỉ ổi, bán tranh chữ giả của Vô Song Vương với giá 2 tỷ. Theo tôi thấy, chẳng qua là mèo mù vớ cá rán mà thôi. Loại rác rưởi như hắn ta, tôi khuyên cô vẫn nên quản cho cẩn thận, tránh ra ngoài làm mất mặt. Triệu thiếu gia, cuối cùng cậu đã tới rồi. Cô Hàn, để cô đợi lâu rồi hả? Cháu cần chuẩn bị quà cho tiệc lần này, vậy nên hơi trễ mất một chút. Triệu thiếu gia, chúng ta đều là người một nhà, nói vậy thì khách sáo quá, đợi chút cũng không sao. Ấy, vừa rồi cậu nói chuyện hàng giả đó là sao? Sao bức tranh chữ này hơi giống của Sở Thần? Anh nhìn chỗ đó, đó là đại ấn của Vô Song Vương. Các vị, nhà họ Triệu quyên góp cho tiệc từ thiện lần này. Bức tranh chữ bút tích thật của Vô Song Vương,
trị giá 10 tỷ. 10 tỷ. 10 tỷ. 10 tỷ, thật sự mang đi quyên góp. Các đại gia này vung tay ác thật đấy. Triệu thiếu gia người ta là đứng đầu tứ đại thiếu gia Nam Giang. Có thể không hào phóng sao? Xem ra, không cần đợi tiệc phong vương nữa. Chỉ Triệu thiếu gia đã đủ khiến tên ăn hại sở thần tiêu đời. Quát con, tao không thể không thừa nhận. Mày dùng trò thật giả lẫn lộn quả thật cũng hay. Khiến vương tử sắc ly, tốn không 2 tỷ. Nhưng tao nói mày biết, giả thì chính là thả. Giống như chính bản thân mày, mãi mãi không ngẩng mặt lên được với đời. Vậy sao? Sao tôi cảm thấy bức tranh chữ này của anh còn không bằng của tôi, danh con. Mày lại sỉ nhục tranh chữ của vô song vương. Mày muốn chết, đừng liên lụy tới nhà họ Thẩm. Như băng, em đã thấy tấm lòng của anh rồi chứ. Nếu em có thể đồng ý lấy anh, mọi thứ của anh đều là của em. Tôi không, đương nhiên là đồng ý. Tôi lập tức bảo nó ly hôn với tên nghèo này. Hôm nay hai đứa có thể lập tức đăng ký kết hôn. Mẹ, con không đồng ý. Con muốn sống cả đời cùng thằng nghèo này à? Tôi nói này, chỉ nhà họ Triệu đáng để cô bợ đỡ vậy không? Còn nữa, vợ tôi, anh chưa đủ tư cách theo đuổi. Danh con, mày chỉ tên giao hàng ăn hại. Mày có tư cách gì hống hách với tao, hả? Vậy mày đợi đó, chỉ là nhà họ Triệu nhỏ nhoi. Một cuộc gọi của tao là có thể diệt sạch. 5 phút. Gạch tên nhà họ Triệu. 5 phút. Gạch tên nhà họ Triệu. Ha ha ha, tao nói này, cười chết mất thôi, mày chỉ là thứ rác rưởi đáy xã hội. Dựa vào đâu mày đòi gạch tên nhà họ Triệu bọn tao? Ấy, Triệu thiếu gia, dựa vào hắn là tên shipper đó. Bắt con, đến chỗ mày đi làm còn là của nhà họ Triệu bọn tao. Mày lấy gì để khiến nhà họ Triệu khuynh ra bại sản? Tôi đoán, anh ta muốn tổ chức shipper đình công, khiến chúng ta không thể đặt đồ ăn. Ha ha ha, đúng là cười ẻ. Loại người tầng lớp thấp như hắn, chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tao chơi với mày một lúc, cho mày 5 phút. Hết 5 phút, nếu nhà họ Triệu không phá sản, mày lập tức ly hôn với Như Băng. Đồng thời trước mặt tất cả mọi người, chui qua hàng tao. 5 phút sau, mày sẽ quỳ xuống xin tao. Như Băng, con nhanh vạch rõ quan hệ với tên ăn hại. Nếu không, sẽ liên lụy tới nhà họ ấy, Thẩm. Như Băng, sở thần, anh mau xuống. Anh đây, đừng nói nữa. Em biết anh lo cho tôi, nhưng nếu như vậy, anh sẽ chỉ đắc tội với nhiều người hơn. Em đang lo cho anh à? Tôi, Như Băng, anh hỏi nếu em, nhà họ Thẩm, nhà họ Triệu và tất cả bọn họ đều đang nghiến anh, ép anh vào chân tường, em có bỏ anh không? Nhìn anh, em sẽ bảo vệ anh. Vậy là đủ rồi, anh không cần em bảo vệ. Nếu chúng ta đã là vợ chồng, sau này anh sẽ che gió che mưa cho em. Một tên mù văn hóa, còn chưa học đại học. Một thằng shipper nghèo hèn như mày, mày lấy gì bảo vệ Như Băng? Chỉ dựa vào da mặt dày hơn tường thành này của mày. Không chơi với mày nữa, vừa hay đã hết 5 phút. Giờ tao vẫn là đại thiếu gia của nhà họ Triệu, gia sản 100 tỷ. Ngay bây giờ, chui qua hàng tao. Ngoài ra, lập tức ly hôn với Như Băng. Triệu thiếu gia, cậu với Như Băng nhà chúng tôi chính là trời sinh một cặp. Ấy, cậu. Alo, bị tử, rốt cuộc mày đã đắc tội ai? Sao nhà họ Triệu ta lại bị đại hạ gạch tên từ bây giờ? Mày, mày. Nhà họ Triệu là đệ nhất sĩ gia Nam Cương. Sở thần, chắc chắn là mày giở trò. Rốt cuộc mày đã làm gì? Tao đã nói rồi, chỉ nhà họ Triệu, tao vung tay là diệt được. Tao phải giết mày. Ấy, Triệu thiếu gia, cậu sao thế? Nhà họ Triệu phá sản rồi, đã bị đại hạ gạch tên. Cái gì nhà họ Triệu đứng đầu Nam Cương phá sản? Chuyện này, lẽ nào là anh ta làm? Anh Sở, thân phận của anh còn lợi hại hơn em tưởng tượng nhiều trong. Rốt cuộc sở thần này có thân phận thế nào? Sao chỉ một cuộc gọi của cậu ta đã có thể khiến nhà họ Triệu phá sản? Đúng đúng, bố. Thực ra con cũng không biết. Anh Ngô, chắc không phải thực sự một cuộc gọi của thằng danh này đã diệt nhà họ Triệu chứ? Không đúng. Nhà họ ở Nam Cương có thể xem là có gốc rễ sâu rộng. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, đã có thể diệt đại gia tộc như nhà họ Triệu. Trừ phi, thân phận của sở thần
có thể chấn động cả ba tỉnh Nam Giang. Lẽ nào sở thần? Anh gọi điện thử xem. Cháu nói này bác gái, nhà họ Triệu đã bị cháu diệt rồi. Lẽ nào bác vẫn muốn nịnh nọt hắn? Tôi, Triệu thiếu gia, thật sự là cậu ta. Anh Sở, vừa rồi có lỗi với anh. Tôi sai rồi, sau này tôi không giành phụ nữ với anh nữa, giờ hối hận rồi à? Muộn rồi. Ai, tôi nói này, sở thần, mày đúng là mặt dày. Người khiến nhà họ Triệu phá sản là chiến thần Chu Tước, liên quan gì tới sở thần mày? Chiến thần Chu Tước? Vậy không phải nhà họ Triệu, không có cơ hội trở mình nữa sao? Anh rể, lẽ nào chuyện này là anh bảo chiến thần Chu Tước làm? Ấy, họ Cố, đồ ăn có thể ăn bừa, nhưng nói không được nói bậy. Chiến thần Chu Tước là người đứng đầu tứ đại chiến thần, còn là đệ tử thân truyền của Vô Song Vương. Sở thần có thân phận gì có thể chỉ huy chiến thần Chu Tước làm việc? Có chuyện này mọi người còn chưa biết phải không? Giám đốc Ngô, cậu nói đi. Ở thương hội hàng đầu hôm qua, Vô Song Vương ở trước mặt nhiều phú hào Nam Cương tặng sinh lễ lớn cho Thẩm tiểu thư. Hiện giờ Thẩm tiểu thư này đã được mặc định là người phụ nữ của Vô Song Vương. Lúc này nhà họ Triệu xin cưới với nhà họ Thẩm. Vậy không phải vào mặt Vô Song Vương sao? Vô Song Vương tức giận, cả đại hạ đều phải run rẩy. 5 phút tiêu diệt nhà họ Triệu, đối với ngài ấy mà nói, dễ như lật bánh tráng. Hừ, ý cô là, Vô Song Vương đã để ý tới con gái tôi, đúng thế. Chuyện lớn thế này, sao con không nói với người nhà, con còn muốn kết hôn với tên ăn hại này. Chuyện này để Vô Song Vương biết được, Vô Song Vương phẫn nộ, nhà họ Thẩm chúng ta sẽ gặp đại nạn. Con đã kết hôn rồi, sao có thể lấy Vô Song Vương, Thẩm như băng. Vô Song Vương chấn động tứ hải, danh tiếng tám phương, tổng tài sản của ngài ấy chiếm 60% toàn cầu. Nếu con được ngài ấy chú ý, đó là phúc phận của cả nhà họ Thẩm. Nếu con có thể lấy ngài ấy, con chính là người phụ nữ tôn quý nhất trên thế giới này. Vậy thì sao? Con có lấy, cũng chỉ lấy người con thích. Mẹ mặc kệ, hôm nay con phải ly hôn tên ăn hại này, nếu không, mẹ từ con. Thứ Vô Song Vương này cho được, sở thần này cũng có thể cho được. Vì tôi, chính là Vô Song Vương. Tôi nhổ vào. Cậu mà cũng đòi làm Vô Song Vương. Cậu cũng không tự soi lại mặt mình xem trông ra làm sao. Ở thương hội, xin lễ do Vô Song Vương tặng. Mày dám mạo nhận của mình, giờ còn dám mạo nhận là Vô Song Vương, mày to gan lắm. Các vị, mọi người, đừng bị tên lừa đảo này lừa. Nhà anh ta ấy mà, nghèo rớt mồng tơi, không nhà, không xe, xe mắt mười mấy lần, lần nào cũng bị con gái nhà người ta chặn. Tao không hiểu sao mày lại may mắn tới vậy, lần nào cũng có người phối hợp để mày ra vẻ. Lần này, mày nói muốn diệt nhà họ Triệu ấy, chiến thần Chu Tước thay mày ra tay. Sao mày luôn mèo mù vớ được cá rán vậy, hóa ra anh ta chỉ là tên ăn hại. Tôi còn tưởng anh ta thật sự có bản lĩnh gì, dám giả danh cả Vô Song Vương. Loại người này nên bị bắt lại tử hình. Đám ngu dốt có mắt không có chồng các người. Anh Sở là nhân tài kiệt xuất, sếp tôi cũng phải khách sáo với anh ấy, các người có tư cách gì chất vấn anh ấy? Sếp Tống, sao cô vẫn bị tên này bịt mắt thế? Sếp tôi khách sáo với hắn, đó là vì tên này từng cứu sếp tôi một mạng. Đến khi trả hết ân tình rồi, hắn cũng sẽ bị đánh về lại nguyên hình. Tôi không cho là như vậy. Nếu các người đều không tin anh Sở như vậy, vậy hôm nay tôi sẽ cá cược với các người một ván. Thế nào? Sếp Tống, cô muốn cá cược thế nào? Dùng toàn bộ cổ phần của Quốc tế Hồng Nhan cược với các người. Nếu thua, các người có thể tùy ý lấy cổ phần của tôi. Nếu thắng, cổ phần của tất cả các người đều thuộc về tôi. Sếp Tống thật sự bị ma che mắt rồi, dám cược lớn thế này. Nếu cô ta thua, sẽ phải khuynh ra bại sản. Sếp Tống đúng là bản lĩnh dũng cảm. Chỉ dựa vào một ván cược đã có thể thắng được toàn bộ cổ phần ở đây. Nếu cược thắng, cả Nam Cương này e rằng không ai dám chống đối Quốc tế Hồng Nhan. Sếp Tống, cược lớn như vậy, rốt cuộc cô muốn cược chuyện gì? Rất đơn giản, không phải các người coi thường sở thần sao? Tôi cược ở tiệc phong thần, sở thần sẽ vả mặt tất cả các người. Ý cô là, cô muốn cược cậu ta là Vô Song Vương. Vô Song Vương là nhân vật tôn quý cỡ nào,
tôi cược anh ấy là vô song vương, đương nhiên không thực tế. Tôi cược anh ấy có thân phận cao hơn tất cả những người có mặt ở đây. Nói cách khác, những người có mặt ở đây đều là rác rưởi. Cô Hàn, cô đừng giận sếp Tống. Sếp Tống đang làm từ thiện, tặng tiền cho chúng ta. Nếu sở thần có thân phận cao hơn tất cả chúng tôi, sao anh ta cam tâm làm một tên shipper? Cả nhà chen chúc trong một căn nhà cũ nát. Ngô Cường này bỏ ra 30 triệu. Cược sở thần là tên ăn hại. Anh Ngô, 30 triệu là toàn bộ tài sản của anh đó. Ai, món hời không lỗ, cược càng nhiều, ăn càng đậm mà. Vậy em, tôi dùng toàn bộ 500 nghìn. Tôi cũng cược anh ta là tên ăn hại. À không, đợi đã. Thế chấp nhà, vay 1 triệu. Nếu thắng, mình có thể được chia không ít cổ phần, thành người thượng lưu. Tôi cược 1,5 triệu. Tôi dùng 20% cổ phần công ty, trị giá 200 triệu. Tôi cược 300 triệu. Cược anh ta chỉ là tên ăn hại. Tôi cược 500 triệu. Sếp Thẩm, đây là cơ hội cực tốt để kiếm tiền. Cô có muốn tham gia không? Tập đoàn Thẩm Thị bỏ ra 50% cổ phần. Cược sở thần là tên ăn hại. Mẹ, mẹ làm gì thế? Tập đoàn Hồng Nhan đấu với nhà họ Thẩm chúng ta mấy chục năm. Hiện giờ là cơ hội tốt để chúng ta đánh bại bọn họ. Nếu lần này cược thắng, chúng ta sẽ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hồng Nhan. Nhưng mẹ, nhỡ may, không có nhỡ may. Nghe mẹ con, chúng ta chắc chắn hời. Tống Hồng Nhan vất vả cả đời, kết quả lại thua vì tên đàn ông này, khiến cô ta khuynh ra bại sản. Nếu Tống lão ra dưới suối vàng biết được, chắc phải tức bật nắp quan tài bỏ ra. Tống Hồng Nhan, chỉ nói miệng không được. Bây giờ lập tức lên hợp đồng. Hợp đồng sẽ được đưa tới ngay, ở tiệc phong vương. Tự khắc sẽ rõ. Tống Hồng Nhan, tôi ở đây cảm ơn các vị. Góp một phần sức lực để nhà họ Tống xưng bá Nam Giang. Anh rể, sao anh vẫn chơi game thế? Vị trí phó chủ tịch chán lắm. Không chơi game thì tôi làm gì? Lẽ nào anh không lo chút nào sao? Tối qua, sếp Thẩm đã cãi nhau một trận lớn với người nhà. Tôi thấy khả năng cao là muốn ly hôn với anh. Anh phải chuẩn bị tâm lý. Nhưng nếu sau này anh không có nơi để đi, tôi có thể để anh ở lại. Vậy nếu tôi thật sự không thể kiếm tiền được ở đây nữa, cô bao nuôi tôi hả? Nhanh, hai người cùng tôi tới Thương hội Nam Giang. Thị trường bất động sản sụp đổ, kể cả các công ty bất động sản thuộc công ty chúng đều ta đều bị ảnh hưởng. Thị trường bất động sản sụp đổ, sao có thể? Đi thôi. Richard, sao anh ta lại ở đây? Sếp Thẩm, cuối cùng cô đã tới. Sếp Thẩm, hiện giờ thị trường bất động sản hỗn loạn, chúng tôi không thể làm được gì. Cô và sếp Tống là đứng đầu ngành bất động sản chúng ta. Đại hạ chúng ta có thể vượt qua khó khăn lần này hay không, hoàn toàn dựa vào các cô. Tình hình hiện giờ thế nào? Hiện giờ vô cùng nghiêm trọng. Richard dùng lượng lớn vốn tấn công thị trường bất động sản, dẫn tới giá nhà giảm mạnh. Hiện giờ không chỉ là việc của ngành bất động sản, việc này ảnh hưởng rất lớn tới đại hạ chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phải vấn nạn thất nghiệp chưa từng có. Thẩm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Richard, rốt cuộc anh muốn làm gì? Rất đơn giản, chỉ cần toàn bộ công ty niêm yết của đại hạ các cô, giao 70% cổ phần cho tôi, tôi có thể lập tức tha cho các người. 70%? Sao anh không đi cướp luôn đi? Muốn chúng tôi đưa công ty cho tên mũi lõ như anh? Nằm mơ. Các vị, hẳn mọi người cũng biết rõ thị trường bất động sản sụp đổ sẽ có hậu quả thế nào nhỉ? Hoặc các vị chọn miễn cưỡng duy trì giá nhà. Nhưng nếu như vậy, tỷ giá của đại hạ sẽ giảm sâu, tiền của đại hạ sẽ biến thành một đống giấy trên quốc tế, tất cả mọi người đều biến thành người nghèo. Hoặc các vị lựa chọn bảo vệ tỷ giá. Giá nhà giảm mạnh, căn nhà người dân vất vả nửa đời mua được không đáng giá một đồng, các vị cũng sẽ khuynh ra bại sản, trở thành tội nhân thiên cổ của đại hạ. Sếp Thẩm, sếp Tống, hiện giờ chỉ có thể dựa vào hai cô thôi. Một khi thị trường bất động sản gặp vấn đề, sẽ là đòn giáng mang tính hủy diệt với đại hạ chúng ta. Hy vọng hai người phụ nữ lật ngược thế cờ, đúng là nực cười. Lần này nguồn vốn tôi chuẩn bị gấp 10 lần các vị, không thử sao biết được. Thẩm Như Băng, hai chúng ta liên thủ. Ừm, hành động. Tiếp theo, tôi sẽ dùng 10 tỷ tiền vốn kéo giá địa. Mọi người cũng đi theo. Tốt quá rồi, có hy vọng rồi. Với tình hình hiện giờ, thị trường bất động sản có thể ổn định. Chút vốn như vậy cũng muốn đấu với tôi. Sử dụng nguồn vốn 1.000 tỷ cho tôi. Tôi muốn khiến thị trường bất động sản đại hạ sụp đổ hoàn toàn, khiến bọn họ gặp khủng hoảng kinh tế thụt lùi 50 năm. Đáng chết, chúng ta dùng toàn bộ nguồn vốn. Lần nữa hành động, nếu không, không còn cơ hội đâu. Đập thêm 1.000 tỷ. Muốn kéo thị trường bất động sản lên, vốn của chúng ta không thể đủ. Bất động sản thành bọt bong bóng, nên đón đại hạ sẽ là khủng hoảng tài chính chưa từng có. Phải xem bên trên lựa chọn thế nào rồi. Bất kể giữ giá nhà hay giữ tỷ giá,
đối với kinh tế đại hạ đều là kiếp nạn chưa từng có. Chúng ta còn có cơ hội không? Richard chuẩn bị vốn quá lớn, đã không thể vãn hồi được nữa. Theo tôi, các vị giao 70% cổ phần cho ngài Richard đi, cũng không đến mức khiến các vị mất sạch vốn liếng. Đến giờ này rồi, các người vẫn muốn làm chó cho Richard. Chó thì sao, làm chó cho ngài Richard cũng tốt hơn con chó cỏ như anh. Tôi nhớ cậu, cậu là người giao hàng đó. Loại người như cậu, biết thị trường bất động sản là gì không? Thị trường bất động sản sụp đổ, đại hạ các cậu gặp khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp hàng loạt. Đến lúc đó, cậu cũng chẳng có đồ ăn mà giao, chỉ có thể như con chó ra đường ăn xin. Richard, dựa vào chút vốn này của anh, cũng muốn khiến đại hạ rơi vào khủng hoảng kinh tế. Loại người hạ đẳng như cậu, biết khoản vốn 1.000 tỷ là thế nào không? Tên này khiến tôi rất không vui. Hiện giờ, tôi không chỉ muốn lấy 70% cổ phần của các người, tôi còn muốn cậu ta quỳ xuống học tiếng chó. Nếu không, tôi sẽ tiếp tục dùng 1.000 tỷ tiền vốn, khiến tất cả các người biến thành khố rách áo ôm. Thằng danh, nghe thấy chưa, còn không nhanh làm theo, mày muốn mọi người mất sạch vốn liếng theo mày à? Đúng thế, nếu kinh tế đại hạ thụt lùi 50 năm, anh chính là tội danh thiên cổ của dân tộc đại hạ, thích làm chó thế. Thế này đi, hai người theo Richard, học tiếng chó sủa, mày mới thích làm chó, bọn tao đang nghĩ cho người dân đại hạ. Hai người thật sự vô sỉ tới mức khiến tôi mở mang tầm mắt, các người luôn mồm nói giúp đám mũi lõ này, còn có mặt mũi nói vì đại hạ, chúng tôi giúp ngài Richard đấy. Vậy thì sao, nếu anh có bản lĩnh, anh khiến thị trường lên trở lại đi. Được, vậy các cô nhìn cho kỹ đây, điều động 10.000 tỷ cho tôi. 10.000 tỷ, mày biết 10.000 tỷ nghĩa là gì không? Thẩm tiểu thư, tôi thấy cậu ta điên thật rồi. Sở thần, anh đừng làm loạn, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Được, vậy các người nhìn rõ đây cho tôi, một phút chứng kiến kỳ tích. Sao lại thế này? Xếp Thẩm, có nguồn vốn thần bí được đẩy vào, thị trường bắt đầu tăng trở lại. Không phải, cơ hội phá hủy kinh tế đại hạ 1.000 năm khó gặp. Tuyệt đối thế chấp, bán tài sản trong nước cho tôi, tiếp tục đầu tư vốn, tấn công đại hạ. Không ổn, có lượng lớn vốn nước ngoài được đẩy vào, thị trường bất động sản của ta lần nữa bị chèn ép. Richard, anh thế này là muốn cá chớp lưới rách với chúng tôi. Hiện giờ, tôi đập vào 30.000 tỷ. Tôi xem các người, ai có thể cứu được thị trường bất động sản đại hạ. Tất cả các người đợi biến thành khố rách áo ôm đi. Bây giờ, tôi sẽ mở phát trực tiếp toàn cầu, để cả thế giới nhìn xem, kinh tế đại hạ các người bị tôi đạp đổ thế nào. Tôi rất bái phục khí phách của anh. 30.000 tỷ này, có lẽ là toàn bộ khoản vốn anh có thể điều động được NHRI. Một khi thất bại, kinh tế trong nước anh sẽ thụt lùi 100 năm ấy nhỉ? Chúng tôi sẽ không thất bại. Được, vậy anh nhìn kỹ đây cho tôi. Nào, quay máy quay vào tôi. Sở thần, anh làm gì? Anh mau quay lại đây. Hiện giờ đã có 200 triệu người đang xem buổi phát trực tiếp này. Cậu muốn xấu hổ trước toàn thế giới à? Vậy tôi cho cậu tọa nguyện. Tôi chỉ muốn nói với anh một cậu, có lúc tiền không phải vạn năng, điều quan trọng là anh phải có địa vị. Một thằng shipper ăn hại như cậu thì có thể có địa vị gì? Các bạn đang theo dõi, tôi nghĩ trong số các bạn chắc chắn có người biết tôi là ai. Ở đây, tôi gửi lời tới các bạn. Chào mừng bạn bè nước ngoài tới đại hạ đầu tư định cư. Bản thân tôi cũng sẽ định cư ở Nam Giang, ở căn nhà do tập đoàn Thẩm Thị phát triển. Sở thần, vừa rồi anh nói vậy có nghĩa là sao? Không có gì, chỉ nói với họ nhanh chuyển tiền vào đại hạ. Một tên shipper tầm thường, cậu nói ra những lời này thì có tác dụng gì? Vậy thì chưa chắc. Cái gì? Ông chủ, có vốn nước ngoài tham gia thị trường, đè tiếp cho tôi. Ông chủ, nguồn vốn đó ít nhất 100.000 tỷ, chúng ta không đè nổi. Xếp Thẩm, có lượng lớn vốn nước ngoài tham gia thị trường bắt đầu tăng trở lại. Nguồn vốn lớn thế này, rốt cuộc là ai ra tay? Xếp Thẩm, tôi là nhà đầu tư từ phố Won, tôi dùng 1 tỷ mua nhà của tập đoàn Thẩm Thị các cô. Tôi là người giàu nhất nước Pháp, Conrad. Xếp Thẩm, phải giữ lại một căn cho tôi đấy. Được, xếp Thẩm. Vừa nhận được tin, địa ốc của tập đoàn Thẩm Thị chúng ta được lượng lớn phú hào nước ngoài đặt mua, chúng ta kiếm bội rồi. Họ đều điên rồi sao? Không thể nào, vào lúc then chốt này, ai lại đưa tiền cho đại hạ? So với lo lắng tôi đã làm gì, còn không bằng lo cho bản thân anh đi. Dùng 30.000 tỷ tiền vốn để đè chúng tôi, giờ anh thua rồi, mất cả chì lẫn chài. Tôi nghĩ trong nước anh cũng không còn tiền nhỉ, nên đón các anh,
có lẽ là khủng hoảng kinh tế trong nước lớn nhất. Kinh tế thụt lùi 100 năm. Sở thần, mày điên rồi sao? Tây Cảnh là quốc gia phát đạt. Thực lực kinh tế của họ, đại hạ không thể so sánh được. Vậy chúng ta chờ xem, sở thần. Những việc này đều là do anh làm sao? Đương nhiên, khuôn mặt này của chồng em đáng tiền làm đó. Ha, hóa ra là vậy. Tin tức đưa tin là Vô Song Vương hiệu triệu phú hào toàn cầu đầu tư đại hạ. Như vậy mới cứu được thị trường bất động sản của đại hạ. Không phải các người thật sự cho rằng là công lao của tên ăn hại này chứ? Ta nói này, sở thần, sao lần nào may mắn cũng để mày hưởng thế? Đúng là mèo mù vờ cá rán. Hóa ra là Vô Song Vương ra tay. Cảm ơn đại ân đại đức của vương thượng. Tiêu rồi, tiêu hết rồi. Kinh tế Tây Cảnh sụp đổ rồi. Tây Cảnh khủng hoảng kinh tế, toàn dân thất nghiệp hàng loạt, lượng lớn người vô gia cư diễu hành kháng nghị. Ông chủ, bố anh và người của bốn gia tộc lớn khác, họ bị người diễu hành bắt đi, bị treo cổ trên đèn đường. Ngũ đại gia tộc chúng tôi làm tất cả việc này đều là vì Tây Cảnh. Bệ hạ, Richard, tự sát đi. Vương tử Richard, bố đường của các cô phải mổ bụng tự vẫn. Các cô vẫn muốn xu nịnh anh đắc ý cái phi. Nếu không phải Vô Song Vương, người thắng hôm nay chính là Richard đại nhân. Vậy thì đáng tiếc úa, hiện giờ kết cục thắng bại đã định. Còn về Vô Song Vương là ai, tự khắc sẽ rõ ở buổi tiệc phong vương tối nay. Ha, dù sao cũng không phải tên ăn hại nhà anh. Bà xã, giờ nguy hiểm đã được giải trừ. Chúng ta đi thôi. Hừ, thứ nghèo kết xác này, đợi qua tối nay, anh sẽ lại biến thành tên nghèo hèn chẳng có gì. Các vị, đừng quên cá cược của chúng ta. Chúng ta gặp lại vào tối nay. Bố, chúng ta bị khách sạn đuổi việc rồi. Hiện giờ trên người chỉ còn lại chút tiền này thôi. Ai? Chúng ta gom thêm tiền thuê nhà tháng ngày đủ rồi. Đợi tìm được công việc sẽ tốt lên thôi. Bố, thực sự không ổn, con đi tìm anh vay một ít. Anh con vừa kết hôn, đang là lúc cần tiền. Chúng ta đừng gây thêm rắc rối cho nó. Bảo vệ quen, đến ngày nộp tiền nhà rồi. Chúng tôi nộp. Sao mới có 3.000 tệ, không đủ? Không phải, vẫn luôn là 3.000 mà. Trước đây là trước đây. Hiện giờ, Vô Song Vương định cư Nam Giang, giá nhà ở Nam Giang tăng mạnh. Cũng không đủ cầu, 5.000. Nếu không đưa được, thì cút đi cho tôi. Sao bà vô lý thế? Rõ ràng đã nói trước đó 3.000 một tháng. Dựa vào đâu tăng giá, nhà này là của tôi. Tôi muốn tăng lúc nào, thì tăng lúc đó. Chuyện đó, bà chủ, bà xem thế này, chúng tôi cũng ở lâu vậy rồi. Có thể khất cho thêm mấy ngày. Khất mấy ngày? Thế này, ông để con gái ông làm vợ lẽ cho con trai tôi. Tôi miễn tiền nhà cho ông quý sau. Ông thấy thế nào? Biến cho tôi. Sở Thanh Sơn, cho dù chết cóng, chết đói, ngủ gầm cầu cũng không thể bán con gái. Bà đi đi cho tôi. Đi. Được lắm ông già. Nếu ông đã không đồng ý, vậy trong ngày hôm nay gom đủ tiền nhà cho tôi. Nếu không, cả nhà các người cút hết cho tôi. Bố, giờ chúng ta phải làm sao? Thu dọn đồ đạc trước. Bố, đây là chìa khóa nhà mới. Rảnh thì bố qua đó ở. Bố cầm lấy. Sở thần, xem ra lại phải phiền con rồi. Chào cô, chào bác, tôi muốn hỏi chút. Tòa số 8 ở chỗ nào? Tòa số 8 à? Tòa số 8 từ đây đi vào, dễ trái. Nhưng bác này, bác phải đăng ký trước, sau đó thông báo chủ nhà bác tới thăm. Vì khu chỗ chúng cháu, người không nhiệm vụ miễn vào. Đây hạ, bác đăng ký đi ạ. Ô, đây không phải ông già bảo vệ ở khách sạn Vân Đỉnh à? Tới đây làm trò à? Giám đốc Ngô, sao cậu ở đây? Tôi à? Qua tối nay, tôi sẽ là phú hào hàng đầu. Vậy nên, tới đây xem nhà. Tôi nói này, Hoàng Kim Thủy Nhai các cô, sao ngày càng hạ đẳng cấp vậy? Loại người thế này, cũng nhận vào làm bảo vệ, sao có thể đảm bảo an toàn nơi này? Anh Ngô, ông ấy tới thăm chủ nhà, không phải là tới làm bảo vệ.
ông ta chỉ là một bảo vệ quen ở khách sạn của chúng tôi, cả nhà đều là người tầng lớp thấp. Ông ta có thể quen biết nhân vật lớn ở đây, việc này. Con trai tôi sống ở đây, ông nói sở thần à. Không phải cậu ta nói cho ông, cậu ta mua nhà ở đây đấy chứ. Cậu ta là tên lừa đảo, lời cậu ta, ông cũng tin, con trai tôi không phải lừa đảo. Bác này, vừa rồi quả thật cháu đã kiểm tra. Trong chủ nhà của tòa số 8, không có người tên sở thần, đó. Liệu có phải thuê không? Thuê, ông biết đây là nơi nào không? Khu người giàu đẳng cấp nhất Nam Giang, căn rẻ nhất cũng phải 100.000 một mét vuông. Ông cảm thấy người giàu cỡ này sẽ để ý tới chút tiền thuê đáng thương đó của ông à? Tôi biết rồi. Ông tới trộm đồ phải không? Tôi tới để xem nhà à? Tôi có chìa khóa. Cậu xem, tôi có chìa khóa. Hừ. Diễn kịch chuẩn bị đầy đủ thật. Còn đánh một chiếc chìa khóa nhái theo. Đây không phải hàng nhái, cái này do con trai tôi đưa tôi. Hóa ra là tên ăn hại đó đưa à? Vừa nhìn đã biết là đồ giả. Còn đứng đó làm gì? Còn không nhanh bắt lấy lão già này. Bảo vệ, qua đây một chút. Tôi không xem nữa, ấy. Gì đấy? Chột dạ, muốn chạy à? Cậu, chuyện gì thế? Quản lý, anh tới vừa đúng lúc, tôi giúp anh bắt một tên trộm. Đây lẽ nào là chìa khóa của căn biệt thự số 8 Chí Tôn? Chuyện gì thế? Quản lý, anh tới vừa đúng lúc, tôi giúp anh bắt một tên trộm. Cái bác cầm, không phải là chìa khóa của căn biệt thự số 8 Chí Tôn đấy chứ? Số 8 Chí Tôn là căn vua trị giá 2 tỷ đó. Bác này, bác có thể đưa cháu xem chìa khóa không? Đúng thế, đây chính là chìa khóa của căn biệt thự số 8 Chí Tôn. Bác ạ, à, mời bác giữ lấy. Không thể nào, ông ta chỉ là bảo vệ thu nhập 3.000 tệ một tháng, sao có thể có chìa khóa thế này? Chắc chắn là ông ta trộm. Cái này không phải trộm, cái này là con trai tôi đưa tôi. Vậy là do con trai ông trộm. Ngô Cường, cậu đừng ngậm máu phun người, tôi nói cậu biết. Nếu không tôi liều với cậu. Bác này, không biết con trai bác là? Nó tên Sở Thần, chính là tên shipper. Thư khốn kiếp, anh Sở Thần là chủ của căn biệt thự số 8 Chí Tôn ở đây, anh là cái thá gì cũng dám sỉ nhục anh ấy. Số 8 Chí Tôn do Sở Thần mua. Bảo vệ, đuổi anh ta ra ngoài. Đừng đụng vào tôi tới để mua nhà. Vì sao đuổi tôi? Loại người như anh cũng xứng vào ở khu chúng tôi, anh còn gây chuyện. Tôi bảo tất cả các công ty địa ốc ở Nam Giang cấm cửa anh, đuổi ra ngoài. Đừng đụng vào tôi. Con trai tôi chỉ là người bình thường, chuyện này có phải nhầm không? Bác ạ, à, không có nhầm. Anh Sở đã đặc biệt dặn chúng cháu, nếu bác tới nhất định dùng lễ nghi cao nhất tiếp đãi bác, hay đưa bác đi xem nhà trước. Nào, mời đi bên này. Bố về rồi ạ. À, đúng rồi, bố thấy căn nhà đó thế nào? Tiểu Thần, căn nhà đó rốt cuộc là sao? Bố, thực ra mấy năm nay con kiếm được không ít. Căn nhà đó do con mua. Con mua? Vâng, con lấy đâu ra tiền mua nhà đắt thế? Là sếp Thẩm mua cho con phải không? Đúng, là con dâu bố mua cho bố. Được rồi chứ, Tiểu Thần, nhà chúng ta điều kiện không bằng sếp Thẩm người ta, con có thể cưới được cô ấy cũng là phúc của nhà chúng ta. Con không được phụ người ta đâu đấy. Được, con biết rồi. Bố, à, đúng rồi, chút nữa buổi tối có tiệc, con muốn bố và em đi cùng con. Thế này, chúng ta đi mua hai bộ đồ trước. Được, đi. Đâu ra ba kẻ nghèo, trên người cộng hết lại cũng không có trăm tệ, cũng dám tới cửa tiệm hàng hiệu. Nhân viên, chọn giúp người nhà tôi mấy bộ đồ. Tôi không rảnh. Thích thì mua, không mua thì biến. Không phải, các cô tiếp đãi khách vậy à? Chào anh, chào cô. Thật sự xin lỗi, để tôi tiếp mọi người. Tiểu Lưu, đừng trách chị không nhắc em. Ba người họ không mua nổi đồ ở tiệm chúng ta đâu, em đang lãng phí thời gian đấy. Thần Nhi, hay chúng ta ra ngoài đi. Bố thấy bên ngoài giảm giá 100 tệ ba bộ. Chú ơi, không sao ạ. Chú không mua cũng không sao, cháu đưa chú đi dạo xem thử. Bố yên tâm đi. Con trai bố chỉ có tiền, chọn đi ạ. Bố cũng đã tới rồi, đi xem thử trước đi. Bỏ bàn tay bẩn của cô khỏi đồ. Làm bẩn, cô đền nổi không? Ai nói chúng tôi không mua, tôi cũng phải xem chất liệu thế nào trước đã chứ. Tôi khuyên cô xem giá trước đi đã. Nhỡ may làm bẩn, thật sự không đền nổi đâu. Không phải chỉ mấy trăm tệ à? 50.000. Tôi nói này người đẹp, cả nhà ba người bọn họ đều nghèo rớt mồng tơi, cô chọn đồ cho họ chỉ đang lãng phí thời gian. Họ không thể mua nổi,
Vương Hạo, chúng tôi mua hay không liên quan gì tới anh? Đương nhiên liên quan rồi. Cửa hàng xa xỉ kiểu này xuất hiện ba đứa ăn mày, ảnh hưởng tâm trạng mua sắm của tôi. Hai vị khách quý, muốn xem gì, tôi đưa hai vị đi xem. Này, vừa rồi lúc chúng tôi tới, cô bày bộ mặt khó coi, giờ ở đây xu nịnh bọn họ. Cô dựa vào đâu phân biệt đối xử, ba kẻ nghèo hèn các cô. Người ta không đuổi các cô ra ngoài là tốt rồi, còn không biết xấu hổ mà oán trách. Qua tối nay, chị tôi sẽ là phú hào chục triệu. E rằng tiền một nhà ba người các người kiếm cả đời cũng không bằng chị tôi kiếm một đêm nhỉ. Cậu đang nói tới vụ cá cược với Tống Hồng Nhan phải không? Nhắc tới, tôi thật sự phải cảm ơn anh. Nếu không nhờ tên hề nhà anh, sao tôi có thể có cơ hội một đêm đổi đời này? Học theo chó sủa vài tiếng cho bổn thiếu gia nghe, nói không chừng bổn thiếu gia còn có thể thưởng cho mấy khúc xương mà gặm. Vài người nào đó đúng là chớt đến nơi còn không tự biết. Các người mới là tên hề nhảy nhót. Anh, nhanh đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Ấy, thế này không tốt lắm nhỉ? Có gì không tốt? Nhanh cút đi cho tôi, nếu không tôi gọi bảo vệ. Dám động vào người của tôi, không muốn buôn bán nữa à? Tôi muốn xem, ai to gan vậy? Dám đuổi anh Sở ra ngoài. Sếp Thẩm, sếp Tống, sao các cô tới đây? Chính là cô muốn đuổi anh Sở ra ngoài. Anh ta chỉ là tên tôi, đồ ngu có mắt không tròng. Tống Hồng Nhan, người của tôi còn chưa tới lượt cô ra mặt. Người của cô? Vậy cô với anh Sở đã ngủ với nhau chưa? Ha, nếu hai người chưa ngủ, cô có tư cách gì cản tôi theo đuổi anh Sở? Cô, chuyện đó, anh, em gái, bộ đó rất hợp với em. Gói bộ đồ đó lại cho tôi. Hôm nay đồ cô Sở muốn mua, toàn bộ do tôi thanh toán. Ta, vâng, cảm ơn cô. Xin hai vị đợi chút. Sếp Tống, sao có thể để cô trả tiền? Em gái, đừng khách sáo với chị như vậy. Nếu em thật sự cảm thấy áy náy, không bằng gọi chị một tiếng chị dâu. Ấy, ấy, nhưng anh tôi và sếp Thẩm, họ, chị, chuyện này là sao? Sao đến Tống Hồng Nhan cũng giúp người nhà họ Sở, thư bám váy, chân đạp hai thuyền chứ sao? Đến mua bộ đồ cũng để phụ nữ móc tiền, thứ ăn hại. Tống Hồng Nhan, thu lại mấy chiêu mật ngọt chết ruồi của cô đi. Quần áo ở đây, tôi lấy hết. Bố, em gái, mọi người thích gì, thoải mái chọn, đều là của mọi người. Sếp Thẩm, tổng giá trị toàn bộ đồ trong tiệm chúng tôi lên tới chục triệu. Cô chắc không? Chút tiền này, với Thẩm Như Băng này mà nói, không tính là gì. Chị dâu, thế này lãng phí quá, em với bố mua vài bộ là được rồi. Em gái, không cần lo tiền giúp chị. Sếp Thẩm, để cô phải tốn tiền rồi. Bố, bố gọi con là Như Băng là được. Người một nhà không cần khách sáo như vậy. Tiểu thần nhà chúng ta có thể lấy được con, đó là phúc tám đời của nó. Sếp Thẩm, cô ấy chỉ là thực tập sinh, không có kinh nghiệm. Đơn hàng lớn thế này để tôi làm cho. Cho cô 10 giây cút khỏi tầm mắt tôi, nếu không tự chịu hậu quả. Hứ, chị, tên ăn hại kiểu này cũng có thể tìm được phú bà bao nuôi. Điều kiện của em cũng không tệ. Em, câm miệng, phiền chết được. Anh theo em ra ngoài chút. Ấy, bà xã, có phải em có gì muốn nói riêng với anh không? Sở Thần, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Bà xã, vì sao? Không có vì gì cả, chỉ là tôi đột nhiên cảm thấy chúng ta không thích hợp. Sếp Thẩm, em cảm thấy hiện giờ anh không còn giá trị lợi dụng, vậy nên mới đề nghị ly hôn phải không? Sở Thần, xét cho cùng, chúng ta không phải người cùng một thế giới. Tôi thừa nhận, thời gian này ở cùng anh thật sự rất vui, nhưng hôn nhân ở hào môn không phải chỉ có tình cảm là được. Đây là bù đắp của tôi với anh. Anh ký đi. Từ nay về sau, anh vẫn là phó chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị. Anh sẽ có tài sản cả tỷ. Vậy đủ rồi chứ? Nếu anh nói anh không thích tiền, chỉ thích em, em có hồi tâm chuyển ý không? Xin lỗi, đời này chỉ có người đàn ông như Vô Song Vương mới có thể chinh phục được tôi. Sở Thần, chúng ta kết thúc rồi. Đây là thư mời ở tiệc Phong Vương, với anh mà nói là cơ hội tốt để kết giao nhân vật lớn. Tôi hy vọng anh trân trọng nó. Em nhẫn tâm lắm. Mỗi ngày anh coi em như công chúa,
yêu thương, chiều chuộng thẩm như băng, cho dù em là khối băng cũng nên tan chảy chứ. Đủ rồi, Sở Thần, giữa chúng ta không thể có kết quả. Vì sao anh cứ phải quấn lấy tôi? Được, tôi nói thật với anh. Thực ra, thời gian này, tôi và anh bên nhau, tôi chỉ đang đùa giỡn tình cảm của anh mà thôi. Tôi chỉ muốn đùa giỡn tình cảm của anh mà thôi. Em nghĩ anh ngốc à? Hả? Em thích anh, em nghĩ anh không nhìn ra à? Như băng, có phải em có chuyện gì khó nói? Em nói với anh đều có thể thỏa mãn. Thật đấy, anh đều có thể hoàn thành. Anh sai rồi, Sở Thần. Ban đầu tôi kết hôn với anh chẳng qua là ham điều mới mẻ mà thôi. Tôi thừa nhận thời gian này ở bên anh tôi rất vui, nhưng tới cuối cùng anh không phải vô song vương, mà thẩm như băng này cả đời này chỉ lấy vô song vương. Anh ấy là thần tượng của tôi, là trụ cột tinh thần của tôi. Nếu không thể lấy anh ấy, tôi thà không lấy chồng. Vô song vương, vô song vương, lại là vô song vương. Em còn chưa từng gặp vô song vương đã thích anh ta như vậy. Em nói anh nghe xem, có công bằng với anh không? Đúng, việc này với anh đúng là không công bằng. Nhưng tôi đã cho anh 1 tỷ, lẽ nào còn không đủ sao? Huống hồ đây là thư mời của Tiệc Phong Vương, đối với anh mà nói là cơ hội tốt để kết giao với nhân vật lớn, anh còn không biết đủ. Được, nếu cô đã lựa chọn vô song vương vứt bỏ tôi, tôi hy vọng cô đừng hối hận. Nếu tôi đã lựa chọn như vậy thì không có gì phải hối hận. Thẩm như băng này, đời này không lấy ai ngoài vô song vương. Cho dù không lấy vô song vương, tôi cũng tuyệt đối ở tạm bên anh. Chu Tước, Bảo Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đều ra đây cho tôi. Tôi phải ở Tiệc Phong Vương, khiến thẩm như băng hối tiếc.